Chào mừng bạn đến với kênh Lão Trịnh. Các bạn đừng quên để lại bình luận dưới video, like và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm những bộ truyện hay hơn nhé. Bạch Lịch Khan giả trong livestream vẫn chưa thấy Lưu Huỳnh, nhìn cảnh cả nhà họ Giang giả là chào hỏi nhau khiến họ muốn nôn hết cả bữa trưa. Không đúng, tính thời gian thì hình như họ. Trời ơi, cả ngày chưa ăn cơm rồi, mải xem quá quên cả ăn. Tức đến no rồi, bà lão này cũng thật là, không gặp cháu gái ruột mà cũng không hỏi han một tiếng sao. Hơn nữa còn có thể chịu đựng một người ngoài gọi mình là bà ngoại, cũng thật là tài. Giang Vãn Vãn đúng là bậc thầy biến hình, vừa rồi còn đang nguyền rủa người ta chết, giờ lại ngọt ngào tiến lên. "Bà ngoại, cháu đã lâu không gặp bà rồi, hôm nay là ngày gì mà bà lại đến đây vậy?" Giang Thục không giống những người dễ bị lừa gạt khác, bà chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, cũng không nói chuyện với những người khác, rõ ràng là đang phớt lờ cô ta. Giang Vãn Vãn nhất thời lúng túng, không biết nói gì hơn cô ta lại nghĩ đến chiêu bài vạn năng ôi anh cả anh hai sao hôm nay không thấy chị đâu chị ấy không phải đã tự ý bỏ học rồi sao đáng lẽ phải ở nhà chứ sao giờ bà ngoại đến mà chị ấy cũng không ra khỏi phòng vậy chuyện này vốn dĩ cô ta định đợi đến khi thi đại học xong mới nói ra như vậy dù bố có ép cô ta quay lại trường học cũng vô ích hai đáng tiếc ngay khi giang vãn vãn còn đang đắc ý vì lại một lần nữa có thể lấy lưu huỳnh ra làm vật so sánh thì giang trấn thiên run rẩy quay lại mắng cô ta giang vãn vãn mày nói linh tinh cái gì đấy lưu huỳnh nào có bỏ học rồi lại quay sang cười nịnh nọt với giang thục mẹ mẹ đừng tin con rất coi trọng việc học của bọn trẻ dù lưu huỳnh có học kém đến đâu con cũng bắt con bé học hành tử tế còn đăng ký cho con bé đủ loại lớp học thêm nữa giờ chắc con bé đang đi học thêm rồi mẹ cứ yên tâm lời nói dối này đã lừa được tất cả mọi người có mặt ngay cả hai anh em nhà họ giang cũng tin rằng lý do mấy ngày nay không thấy lưu huỳnh là vì cô ấy đi học thêm chỉ là họ không hiểu tại sao giang vãn vãn lại nói như vậy sắc mặt giang thục lúc này mới dịu đi một chút thái độ với giang vãn vãn càng thêm lạnh nhạt thậm chí còn lên tiếng mỉa mai nhược nhược nhà tôi chỉ sinh được một đứa con gái thôi câu nói này cộng thêm ánh mắt nghi ngờ của giang tư niên và giang thành vũ khiến sắc mặt giang vãn vãn càng thêm tái nhợt đây là lần đầu tiên cô ta nói thật mà lại bị nghi ngờ là nói dối nhưng vì ánh mắt cảnh cáo của giang trấn thiên cô ta cũng không dám nói gì thêm cô ta tức giận còn cư dân mạng thì cười hà hê Đột nhiên thích bà ngoại này quá ha 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 Giang vãn vãn cũng thật là Thế mà cũng dám nịnh nọt Nhìn vẻ mặt bị vạch trần của cô ta tôi chỉ muốn cười Đã chụp màn hình làm ảnh chế rồi jpg Mọi người có quên Giang vãn vãn nói thật sao Giang Lưu Huỳnh bỏ học Không ai trong nhà họ Giang biết Giang Trấn Thiên còn nói rằng Ông ta đã tìm lớp học thêm cho cô ấy Không buồn cười sao Giang Trấn Thiên TSK TSK Hóa ra cũng là một kẻ hè nhát Trước mặt mẹ vợ cũng chỉ biết khú núm con cái để ông ta chăm sóc mới có vấn đề, không biết giấu giếm làm gì, chi bằng gửi cho bà ngoại nuôi. Em mờ hình như tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi, nhà họ Giang dường như luôn là con gái trưởng thừa kế gia nghiệp. Mọi người xem Giang Thục, Giang Nhược, đều là nữ, Giang Trấn Thiên sợ Giang Lưu Huỳnh được bà ngoại nuôi dạy thành người thừa kế. Nhìn thấy bình luận này, tim Giang Thục đập chậm lại nửa nhịp. Bà, lại chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này. Được lắm Giang Trấn Thiên, được lắm Lâm Trấn Thiên, đợi đến khi tôi chết, chẳng phải ông ta sẽ đổi họ của giang thị thành họ của ông ta sao giang trấn thiên đang ngồi trên sàn phòng bệnh buồn bã vì thái độ của con trai vừa nghĩ xem rốt cuộc là điểm nào khiến anh không nhận mình là bố nữa nhưng nghĩ mãi ông cũng không tìm ra được câu trả lời cho sự thay đổi tính tình của con trai không khỏi suy đoán chẳng lẽ livestream lại chiếu cái gì nhưng mà tao chưa từng làm gì có lỗi với tư niên sao nó có thể đối xử với tao như vậy chứ bất lực giang trấn thiên chỉ có thể run rẩy mở điện thoại hy vọng tìm được manh mối từ livestream. Ai ngờ vừa mở ra đã thấy cư dân mạng mắng chửi mình. Ngay lập tức khiến ông cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay khi ông định chọn cách trốn tránh, mắt ông lại tinh ý nhìn thấy một bình luận khác. Giang Trấn Thiên tiêu đời rồi, tôi có một người bạn làm việc ở trụ sở tập đoàn Giang tại Mỹ, nghe nói họ đang thực hiện kế hoạch vứt rác, chắc là vứt Giang Trấn Thiên, cái thứ rác rưởi này. Nhìn thấy tin tức này, mắt Giang Trấn Thiên trợn to. Không không không, sao có thể chứ, tư niên và thành vũ là cháu ngoại ruột của bà ấy chẳng lẽ bà ấy cũng xem livestream sao giang trấn thiên hoảng sợ vội vàng cầm điện thoại lên xem đoạn chat của mình với giác hiển thị là đối phương đã đọc nhưng vẫn chưa chuyển tiền ngay khi ông đang định nhắn thêm gì đó thì đối phương lại gửi đến một email chỉ có vài dòng ngắn ngủi không chỉ ông mà còn cả hai đứa con trai mà ông luôn tự hào họ đều bị coi là rác rưởi hơn nữa ông còn phải gánh trên mình khoản nợ hàng trăm triệu đó là khoản lỗ của công ty dưới trướng ông những năm qua, Giang Thục lại không hề nể nang tình nghĩa bao nhiêu năm mà kiện ông. Nhà là của Nhược Nhược, Niêm Phong, xe cũng vậy, Niêm Phong. Không có những thứ này, làm sao ông trả được 10 tỷ. Không thể đối xử với tôi như vậy, tôi là chồng của Nhược Nhược. Giang Trấn Thiên không chịu nổi sự sụp đổ, gào thét, đầu óc mơ hồ một lúc, đột nhiên nghĩ đến. Sau này nhà họ Giang sẽ, đều nghe lời Lưu Huỳnh sao. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Giang Trấn Thiên liền ngừng khóc, lẩm bẩm lưu huỳnh cũng là con của tao cũng là do tao sinh ra tao khóc cái gì đáng lẽ phải là con đàn bà độc ác kia và con gái của bà ta mới đúng tao là bố của lưu huỳnh con bé nhất định sẽ giúp tao trả nợ không đúng chắc chắn là con bé sẽ không bắt tao trả nợ tuy nói vậy nhưng trong lòng giang trấn thiên cũng không chắc chắn ông đã không còn nhớ rõ đã bao nhiêu ngày không nhìn thấy lưu huỳnh nhưng dường như cuộc sống ở đâu cũng thấy hình bóng cô có lẽ là vì livestream ánh mắt giang trấn thiên lại nhìn về phía màn hình Thầm cầu nguyện mình không làm tổn thương cô nữa. Hình ảnh đã chuyển sang cảnh Lưu Huỳnh bước vào biệt thự từ cửa chính. Cô xuất hiện trên màn hình lần này rõ ràng khác biệt rất nhiều so với lần trước. Kiểu tóc cuối cùng cũng không còn lởm chởm nữa, mà là tóc đen dài thẳng, mái bằng, chỉ là không biết tại sao lại đeo khẩu trang, hơn nữa khi vào nhà còn ngoái đầu lại nhìn mấy lần. Người giúp việc nhìn thấy dáng vẻ lén lút của cô thì ngạc nhiên, rồi lại lộ ra vẻ mặt chế giễu. Cứ tưởng cô cả có chi khí lắm, không thèm quay về cơ đấy, Thật không hiểu sao cậu cả lại có đứa em gái như cô, ngay cả giấy báo dự thi của anh trai ruột cũng xé. Cô gái ăn mặc sành điệu này hình như là người giúp việc mới đến, không biết nghe ai nói vậy. Ngay khi người giúp việc tưởng Lưu Huỳnh sẽ như trước đây, rụt rè giả vờ như không nghe thấy, thì cô lại nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sang. Anh trai ruột, ruột sao? Người giúp việc lập tức ngớ người, nhưng điều khiến cô ta không nói nên lời hơn cả là ánh mắt của Lưu Huỳnh, dường như có một sức mạnh uy hiếp kỳ lạ nào đó. Khiến cô ta nổi da gà, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng đối phương nhỏ hơn cô ta ít nhất 5 tuổi, sao lại có thể? Không biết có phải cô ta ảo giác không, hình như có một giây lưu huỳnh nheo mắt lại, rồi cô ta lại nghe thấy một câu nói khiến cô ta lạnh sống lưng. Mà nói đến thì, đồ lót của Giang Tư Niên hình như đã không cánh mà bay mấy lần rồi. Lần này, người giúp việc không chỉ hoảng sợ mà còn sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Lưu Huỳnh thêm một lần nào nữa. Khán giả lúc này đã cười lăn cười bò. Trời ơi, Tên trộm đồ lót. Giang tư niên, ngay cả đồ lót của mình mà cũng không giữ được thì làm sao bảo vệ được vợ tương lai của anh. Cười chất mất, anh ta mà cũng có vợ sao, tôi thấy giờ Lưu Huỳnh gọi thẳng tên anh ta, chắc là không nhận anh trai này nữa rồi. Đúng vậy, anh ta xứng làm anh trai của Lưu Huỳnh sao, nếu không phải vì có quan hệ huyết thống thì ai thèm giúp các người nhiều lần như vậy. Ô ô ô, đoán xem Giang Lưu Huỳnh quay về là để cắt đứt quan hệ, nhìn tạo hình này, ánh mắt này, ngầu quá. Mọi người có chú ý đến câu hỏi ngược lại đầu tiên của Giang Lưu Huỳnh không? Ruột sao? Giang Trấn Thiên nhìn những lời của cư dân mạng, trong lòng rất khó chịu. Nhưng ông vẫn rất tự tin viết. Mơ đi, Lưu Huỳnh sẽ không bao giờ cắt đứt quan hệ với chúng tôi, chúng tôi vẫn còn chung một hộ khẩu. Ông nhớ rất rõ, ông chưa từng làm thủ tục này. Hơn nữa, họ cũng không phải cố ý, đối xử tệ với Lưu Huỳnh. Đều là do kẻ xấu dở trò, nếu không thì sao giữa bọn họ lại có nhiều hiểu lầm như vậy chứ? Chắc chắn Lưu Huỳnh cũng hiểu, bây giờ nói những lời này chắc cũng chỉ là nhất thời hồ đồ họ đều là con ruột của ông mà lưu huỳnh nhìn cô ta cúi đầu xuống không nói gì nữa mà thản nhiên đặt tay vào túi áo khoác phồng lên rồi bình tĩnh bước vào nhà vừa qua phòng khách cô đã chạm mặt giang thục đang ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn ăn mặc dù lưu huỳnh đã dựa vào thính giác để phân biệt vị trí của mọi người trước khi bước vào nhưng khi thực sự nhìn thấy họ cô vẫn có chút bối rối bà ngoại chào bà chào ông ngoại không biết có phải vì đã lâu không chào hỏi ai nên động tác và giọng nói của cô đều trở nên rất cứng nhắc. Ngay cả việc cởi chiếc áo khoác cồng kềnh cũng phải đợi đến khi nhiệt độ cơ thể tăng lên đến một mức độ nhất định mới nhớ ra. Giang Thục khẽ gật đầu, tuy trên mặt không lộ vẻ chán ghét, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút thất vọng. Chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của cô, bà đã quay đầu, nhỏ giọng phàn nàn với chồng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, lễ nghi của con bé vẫn kém như vậy, so với nhược nhược thì đúng là một trời một vực. Hai, tôi nhớ con của chúng ta. Giác hoàn toàn không có cảm tình gì với Lưu Huỳnh. Trên thế giới này, ngoài vợ mình, người duy nhất ông quan tâm chính là cô con gái đã mất nhiều năm. Còn đứa cháu gái thất lạc 10 năm này. Vì chồng của Nhược Nhược đã nói ông ta rất coi trọng việc học của Lưu Huỳnh, vậy chúng ta cũng không cần đưa con bé về nữa. Con bé đã lớn rồi, chúng ta cũng không quản được, phải không? Giang Thục vẫn còn chút do dự. Ông nói xem con bé có giống Nhược Nhược không? Lưu Huỳnh nghe vậy thì động tác tháo khẩu trang khựng lại. Cô tự diễu một câu, giống mẹ chắc chỉ khiến bà ngoại thêm đau lòng thôi, cháu giống mẹ như vậy mà lại không bằng một phần vạn của mẹ. Người ngoài màn hình nghe thấy câu này, nước mắt không kìm được tuôn rơi. "Không, con yêu, bà chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bà không biết, không biết con có thể nghe thấy." Giang Thục đau đớn đập tay vào ngực, sự hối hận lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Giác bên cạnh cũng không biết phải an ủi thế nào, nếu lúc đó ông không nói câu đó thì tốt rồi. Có lẽ con bé đã không phải ở lại Trung Quốc chịu khổ như vậy, dưới ánh mắt thương cảm của mọi người, Lưu Huỳnh lại đeo khẩu trang lên. Nhưng Giang Vãn Vãn ngồi ở góc trong cùng vẫn nhìn thấy khuôn mặt của cô, đôi mắt ghen tị như muốn phun lửa. Đứa con gái được bọn buôn người nuôi lớn này gì lại xinh đẹp như vậy, bao nhiêu chó sói, lợn rừng trên núi sao không cắn nát mặt cô ta? Không đúng, cô ta là quái vật, dù có bị thương cũng sẽ lành lại. Thế là cô ta lại lẩm bẩm, sao không có phòng thí nghiệm nào bắt con quái vật này về nghiên cứu nhỉ? hay là vì không ai phát hiện ra. Lưu Huỳnh nghe vậy liền cau mày nhìn Giang Vãn Vãn. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén này, Giang Vãn Vãn đột nhiên đứng dậy, giả vờ ngạc nhiên nói. Ôi, xin lỗi chị, em có phải đã chiếm chỗ của chị rồi không? Sao chị mãi không ngồi xuống vậy? Xin lỗi chị, em nhường chỗ cho chị. Nhưng thực tế, Lưu Huỳnh chưa bao giờ có chỗ ngồi trên bàn ăn nhà họ Giang. Giang Tư Niên rõ ràng đã nghĩ đến điều này, ánh mắt nhìn Giang Vãn Vãn càng thêm kỳ lạ. Lưu Huỳnh, em ngồi đâu mà chẳng được, còn Giang Vãn Vãn. Nhưng Giang Thành Vũ vẫn ngu ngốc như mọi khi, nhưng ngay khi cậu ta định mở miệng thì đã bị Giang chấn Thiên ngắt lời. Đã về rồi thì mau ngồi xuống. Ông thấy bầu không khí vui vẻ vừa mới được khuấy động lại nhanh chóng trở nên cứng nhắc. Hơn nữa, sao đứa con trai ngốc nghếch này lại bênh vực Giang Vãn Vãn chứ? Bố mẹ vẫn còn ở đây, họ coi trọng nhất là tình thân, có thể nói là hoàn toàn bênh vực người nhà. Dù Lưu Huỳnh có vô phép đến đâu cũng không thể nói trước mặt họ chứ. Lưu Huỳnh cũng vậy, lúc nào không về lại về đúng lúc này giang trấn thiên càng nghĩ càng tức giận trong lòng càng thêm bất mãn và chán ghét với vị khách không mời mà đến này ông trách mắng đừng có suốt ngày trốn trong phòng chơi game còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi mà còn rảnh rỗi sao lời nói của ông dường như luôn đầy sự coi thường và chỉ trích như thể trong mắt ông lưu huỳnh mãi mãi là một kẻ vô dụng ngay cả những chuyện chưa từng tận mắt chứng kiến cũng có thể bịa đặt dùng làm vũ khí để công kích con gái đủ rồi dù sao con bé cũng là con gái ruột của ông con hư tại mẹ cháu nó như vậy ông nên tự xem lại bản thân mình đi mới nghe được vài câu giang thục đã không chịu đựng được nữa bà mắng giang trấn thiên một cách gián tiếp giang trấn thiên không ngờ chỉ nói vài câu thật mà cũng bị mắng ông vừa tức vừa giận lườm lưu huỳnh một cái mặc dù lưu huỳnh đã sớm hiểu rõ sự vô trách nhiệm của giang trấn thiên với tư cách một người cha nhưng khi biết được cả hai người anh đều không phải con ruột của ông ta trong lòng cô lại dâng lên một chút thương hại cho ông ta một người cha vốn đã trọng nam khinh nữ khi biết được những đứa con trai mà ông ta luôn tự hào không có chút quan hệ huyết thống nào với mình, thì sẽ làm gì? Khóe miệng Lưu Huỳnh dưới lớp khẩu trang nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Lưu Huỳnh phải không? Mau ngồi xuống đi. Rác lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Lưu Huỳnh chợt nhớ ra tình thân bao nhiêu năm giữa hai cha con họ còn không bằng ông bà ngoại ở tận bên kia đại dương mà cô chỉ mới gặp vài lần. Em gái, em không cần đứng dậy đâu, anh ngồi cạnh em là được. Cô không còn do dự nữa, thà ngồi cạnh Giang Vãn Vãn còn hơn ngồi cạnh Giang Diễm. Giang Vãn Vãn ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bên cạnh, khi nghe cô gọi mình là em gái, vẻ mặt cô ta càng thêm khó coi. Có lẽ vì quá ngạc nhiên nên nhất thời cô ta quên cả việc che giấu, vẻ mặt chán ghét lọt vào mắt Giang Thục. Chết một tiếng, bà lão đập bàn đứng dậy, nheo mắt nhìn mọi người trên bàn. Bữa cơm này tôi không ăn nữa, một người ngoài mà cũng dám ngồi vào bàn chính, ăn tiệc nhà họ Giang sao. Lời này tuy rằng ám chỉ, nhưng ngoài Lưu Huỳnh ra, tất cả mọi người đều tái mặt. Giang vãn vãn liền nhân cơ hội này đứng dậy nói. Xin lỗi bà ngoại, cháu không nên đến đây. Lần này cô ta thực sự muốn đi, không hề giả vờ. Ai ngờ Giang tư niên, kẻ ngàn năm câm lặng, lại đột nhiên đuổi theo, nắm lấy tay cô ta, rồi quay sang nói với Giang thục. Bà ngoại, bà không thể bất phân thị phi như vậy, sao có thể vì Lưu Huỳnh là người nhà của bà mà dung túng cho cô ta bắt nạt người khác chứ? Tim Lưu Huỳnh lại trùng xuống, nhưng lần này cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, Hỏi ngược lại, anh cả nói vậy là sao? Tôi bắt nạt ai khi nào? Giang Tư Niên định buột miệng nói em gái, nhưng anh ta đột nhiên nhớ ra hình như Lưu Huỳnh từ đầu đến cuối đều không nói gì với Giang Vãn Vãn, hình như đều là Giang Vãn Vãn tự mình. Không, hôm nay không gây chuyện không có nghĩa là trước đây không gây chuyện, dù bây giờ cô ấy thực sự đã được Bạch Lịch dạy dỗ tốt, thì Giang Vãn Vãn chắc chắn cũng bị bắt nạt đến mức sợ hãi nên hôm nay mới hiểu lầm Lưu Huỳnh muốn cướp chỗ của cô ta. Nghĩ vậy, Giang Tư Niên cảm thấy thoải mái, nói thẳng những chuyện em đã làm, tự em biết rõ, ông bà ngoại còn ở đây, anh cũng không muốn nói nhiều, tự em giải thích với bà ngoại đi. Giang Trấn Thiên tức đến đỏ mặt, lập tức quát lớn. Giang Tư Niên, mày im miệng cho tao, giải thích cái gì mà giải thích, mẹ, mẹ đừng nghe nó nói bậy. Giang Tư Niên và Giang Thành Vũ chưa bao giờ thấy bố mình hung dữ như vậy, nhất thời đều ngây người. Người duy nhất hiểu chuyện chỉ có Vương Quyên, bà ta kịp thời bịt miệng con trai Giang Diễm, kéo cậu ta đi. Lưu Huỳnh cũng sững sờ tại chỗ đây là lần đầu tiên trong ký ức của cô bố cô bênh vực mình xem ra bữa cơm này cũng không cần ăn nữa lấy thẻ tôi đã chuẩn bị trước đó ra đây giang thục thản nhiên nói với chồng một chiếc thẻ đen vàng sang trọng nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người lại đây giang thục vẫy tay lưu huỳnh có chút khó hiểu bước tới ngay khi bà nhìn thấy đôi mắt của cô gái động tác của bà đột nhiên chậm lại bà không kìm được muốn tháo khẩu trang của cô ai ngờ lưu huỳnh lại tránh đi nói xin lỗi bà ngoại Mặt cháu bị nổi mẩn, không được đẹp. Cô đã xem ảnh của mẹ mình, cô rất giống bà. Có lẽ vì lý do cá nhân, Lưu Huỳnh không muốn bà ngoại lại so sánh mình với mẹ. Họ đều là những người độc nhất vô nhị. Giang Thục nghe vậy liền nhanh chóng rời mắt đi, trong lòng thầm nghĩ sao mình lại có thể nhìn Lưu Huỳnh thành con gái mình chứ, họ khác nhau một trời một vực. Kiểm soát lại nhịp tim, bà nhanh chóng đưa thẻ cho Lưu Huỳnh. Trong thẻ này có 100 triệu, coi như là tiền tiêu vặt bà bù cho con những năm qua, còn nữa Giang Trấn Thiên chuyển 10% cổ phần của tập đoàn Giang Thị tại Trung Quốc cho con bé. Giang Trấn Thiên nghe thấy 100 triệu và 10% cổ phần thì trong lòng lạnh toát. Lúc ông cưới vào nhà họ Giang cũng chỉ được 10 triệu tiền xính lễ. Hơn nữa, số tiền ông đưa cho Tư Niên và Thành Vũ những năm qua cộng lại cũng chỉ có 30 triệu. Tại sao Lưu Huỳnh, một đứa con gái, lại được nhiều như vậy? Mẹ, như vậy không ổn đâu. Lưu Huỳnh đã trưởng thành rồi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy chồng. Cổ phần này đưa cho con bé rồi thì giọng giang trấn thiên càng ngày càng nhỏ cuối cùng im bặt dưới ánh mắt lạnh lùng của giang thục trên màn hình tràn ngập lời khen ngợi bà ngoại uy vũ bà ngoại ngầu quá hai khó nói mọi người không nghe thấy bà ấy vừa phàn nàn với ông tây kia sao nói những lời như vậy lưu huỳnh sẽ buồn làm đấy vậy thì sao đối với bà ấy lưu huỳnh chỉ là người có chung huyết thống còn giang nhược là cô con gái rượu mà hai vợ chồng bà ấy nuôi nấng từ nhỏ có thể cho tiền đã là tốt lắm rồi được chưa khoan đã tập đoàn Giang từ trước đến nay đều do nữ giới nắm quyền. Đáng lẽ ra Lưu Huỳnh mới là người thừa kế tiếp theo. Tại sao bà ấy lại yêu cầu Giang Trấn Thiên chuyển cổ phần công ty cho Lưu Huỳnh, IP Mỹ? Cư dân mạng Trung Quốc lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, theo chế độ tông tộc của họ, từ trước đến nay đều là con trai trưởng thừa kế. Vậy hành động của Giang Thục quả thực có chút kỳ lạ. Bình luận nhanh chóng quay ngoắt 180 độ. Tại sao chỉ cho Lưu Huỳnh 10%, nếu Lưu Huỳnh thừa kế thì còn thiếu 100 triệu này sao? Hay là bà già này chỉ muốn bỏ chút tiền ra đuổi con bé đi. Vậy Giang Thục định từ bỏ truyền thống gia tộc sao? Chắc là đã từ bỏ từ lâu rồi, nhìn bà ấy đối xử với Lưu Huỳnh, rõ ràng là không hề yêu thương, cũng chỉ là vì quan hệ huyết thống mà cho chút tiền. Đây là chút tiền sao? 100 triệu đấy, đủ để sống thoải mái cả đời đấy. Thừa kế Giang thị chắc chắn sẽ được nhiều hơn, thật muốn biết bà già này khi thấy Lưu Huỳnh bây giờ ưu tú như vậy có hối hận vì đã không nuôi dạy con bé tử tế không. Hối hận sao? Đương nhiên là có giang thục ngoài màn hình cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt sau khi nhược nhược qua đời bà luôn chìm đắm trong đau buồn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì tạo cơ hội cho những kẻ này bắt nạt con bé tôi đã phạm phải một sai lầm lớn tôi đã khiến nhược nhược thất vọng hai lần giác đau lòng ôm chặt vợ đừng lo chúng ta không phải đã cho con bé tiền rồi sao bây giờ bắt đầu lại từ đầu cũng chưa muộn chỉ cần em sống lâu hơn một chút lâu hơn một chút nữa được không thời gian tua nhanh giang thục thậm chí còn chưa ăn cơm đã rời khỏi nơi đau lòng này lưu huỳnh cũng lấy được điện thoại chứng minh thư và các vật dụng cá nhân khác nhưng ngay khi cô chuẩn bị rời đi cửa lớn lại đóng chặt phía sau vang lên giọng nói quen thuộc lưu huỳnh đã về rồi thì đừng đi nữa là giang trấn thiên lưu huỳnh cảm thấy kỳ lạ quay đầu lại nhìn ông ta ban đầu cô còn tưởng ông ta định nghe lời bà ngoại chuyển cổ phần công ty vào tên cô trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động nhưng cô vốn không định nợ họ nữa Liên trực tiếp từ chối, không cần đâu bố, cổ phần đó bố cứ giữ lấy đi. Ngay khi cô vừa nói, vừa định lấy thông tin mà cô đã xâm nhập vào phòng thí nghiệm Bạch Hoài Sơn bằng máy tính ra khỏi túi, thì câu nói tiếp theo của Giang Trấn Thiên đã khiến tâm trạng cô tụt xuống đáy vực. "Con nằm mơ à, cổ phần đó vốn là của bố." Khụ khụ. "Bố không có ý đó, chỉ là bây giờ năng lực của con vẫn chưa đủ, 100 triệu mà bà ngoại cho con thì đưa cho bố giữ hộ nhé." Câu đầu tiên là ông ta buột miệng nói ra mà không cần suy nghĩ có vẻ như ông ta đã coi tất cả tài sản của Giang Nhược là của mình. Tệ hơn nữa là ông ta còn muốn lấy cả số tiền mà bà ngoại cho cô. Giang Trấn Thiên thấy cô không nói gì, liên tưởng cô đã đồng ý, vui vẻ nói. Sau này con cứ ở nhà đi, dù con có vô dụng đến đâu, bố cũng sẽ không đuổi con đi nữa. Lúc này, Lưu Huỳnh chỉ cảm thấy suy nghĩ ban đầu của mình thật nực cười. Nếu không, cô đã không đứng yên tại chỗ như vậy, dùng ánh mắt thất vọng nhìn bố mình. Mở cửa cho tôi, tôi đã thuê nhà ở ngoài rồi. Giang Trấn Thiên hoàn toàn không biết cô đã chuyển ra ngoài từ ba ngày trước. Bây giờ nghe cô nói vậy, ông ta liền cho rằng cô vừa mới nhận được tiền đã vội vàng cắt đứt quan hệ với họ. Nghĩ vậy, trong lòng Giang Trấn Thiên bỗng dâng lên một cơn thịnh nộ. Được lắm, vội vàng chuyển đi như vậy sao? Rồi sao nữa? Cầm số tiền này đi ăn chơi chắc táng, Giang Lưu Huỳnh, con còn biết xấu hổ không? Mẹ cho con số tiền này là để con học hành tử tế. Ăn chơi thì cô nhận, chắc táng. Nghe Lưu Huỳnh nói vậy, những nếp nhăn trên mặt Giang Trấn Thiên càng nhăn lại. Mày, mày còn không bằng con chó. Tao nuôi con chó ít nhất nó còn biết vẫy đuôi với tao, biết báo ơn, còn mày. Tao đã nhìn rõ mày rồi, nào phải hối cải gì, chắc là đang nhòm ngó tài sản của nhà tao nên mới quay về giả vờ ngoan ngoãn đúng không? Lưu Huỳnh lau nước mắt nơi khóe mi, trong lòng đã bị tổn thương sâu sắc, cô bình tĩnh hỏi. Hóa ra con về nhà cũng cần lý do sao? Ông, là bố của con sao? Cô đột nhiên ước gì mình cũng giống như các anh trai, đều được sinh ra từ phôi nhân tạo của mẹ không có chút quan hệ nào với người đàn ông này thì tốt biết mấy tại sao cô lại có một người cha như vậy lưu huỳnh thu hồi ánh mắt không chút do dự chạy về phía cửa sổ nếu không đi được bằng cửa vậy cô đi bằng cửa sổ chắc là được chứ đáng tiếc cô vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của giang trấn thiên chỉ nghe ông ta hét lớn bắt lấy con ăn trộm này ba bốn người giúp việc đang đứng xem kịch lập tức xông về phía lưu huỳnh trong đó người giúp việc vừa mới xảy ra xung đột với Lưu Huỳnh ở ngoài cửa càng ra sức. Cô ta đẩy mạnh Lưu Huỳnh ngã xuống đất, nhân lúc hỗn loạn còn dẫm lên ngón tay Lưu Huỳnh, giật tóc cô. Như thể muốn chút hết tất cả oán hận ra ngoài, a, à, mười ngón tay liền tim, cơn đau buốt khiến Lưu Huỳnh theo bản năng kêu lên. Tiếng kêu này đã kinh động cả nhà, dù biệt thự có cách âm tốt đến đâu thì vẫn truyền đến tai tất cả mọi người ở trên lầu. Giang Thành Vũ là người xuống trước, nhìn thấy đám phụ nữ đang xuống lại, cậu ta cau mày, quay sang hỏi người cha duy nhất có mặt. Chuyện gì vậy? Bố, họ đang làm gì vậy? Tất cả buông cô ấy ra, Giang Lưu Huỳnh, đừng có giả vờ nữa. Giang Trấn Thiên hoàn toàn không nhìn rõ Lưu Huỳnh đang bị bao vây đã phải chịu đựng những gì. Ông ta không cần suy nghĩ đã cho rằng đó là chiêu trò giả đáng thương của cô. Ngay khi họ tản ra và đỡ Lưu Huỳnh dậy, Giang Tư Niên cũng vừa xuống đến nơi. Lại làm ầm ý gì nữa vậy? Anh ta theo bản năng cho rằng Lưu Huỳnh lại gây chuyện, hình như mỗi lần cô về nhà là nhà lại gà bay chó sủa nghĩ đến đây sự chán ghét lưu huỳnh trong lòng anh ta lại tăng thêm một bậc giang trấn thiên trả lời hừ còn gì nữa không phải là em gái mày vừa mới nhận được tiền đã vội vàng muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta sao một đứa trẻ mới vừa trưởng thành tâm chưa chín chắn cầm nhiều tiền như vậy làm sao tao không lo lắng được tao giữ hộ cho nó chứ có phải không trả lại đâu đợi đến khi nó lấy chồng tao sẽ đưa số tiền này cho nó làm của hồi môn lưu huỳnh ôm ngón tay bị thương đau đớn không nói nên lời Nghe thấy câu này càng thêm đau khổ. Cư dân mạng cũng đau đớn kêu gào. Không biết có phải vì đã lâu không cảm nhận được sự đồng cảm hay không, cơn đau bất ngờ lần này khiến họ tháo kính hoặc tránh xa loa. Mãi một lúc sau mới thấy bình luận. Tôi thật sự muốn rớt chớt tên đàn ông khốn nạn này, bản thân ông ta cũng là con rể, gì lại yêu cầu con gái mình phải lấy chồng. Mẹ kiếp, trà xanh, ông ta lo lắng vì không yên tâm sao? Rõ ràng là tham lam muốn chiếm số tiền này. Hu 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 đau quá. Người giúp việc kia cũng quá đáng lắm rồi hu hu hu. Hơi quen mắt đấy, người phụ nữ này có phải là người mấy năm trước quyến rũ chồng của chủ nhà bất thành rồi bị kiện không? Giang Trấn Thiên thuê người giúp việc kiểu gì vậy, thật là chịu hết nổi. Giang Trấn Thiên ngoài màn hình không chỉ đau tay mà mặt cũng nóng rát. Sao ông ta có thể không phân biệt đúng sai mà cho rằng Lưu Huỳnh đang giả vờ chứ? Đều tại người giúp việc đáng ghét kia. Còn tiền nữa, ông ta quả thực có chút ham muốn với 100 triệu này, chủ yếu là vì ông ta cho rằng số tiền này đến tay lưu huỳnh cũng chẳng có ích gì nếu lúc đó ông ta biết con gái mình giỏi giang như vậy chắc chắn ông ta sẽ không cướp tiền của cô hơn nữa đây chẳng phải cũng là vì lo lắng cho con bé sao một cô gái nhỏ cầm nhiều tiền như vậy lỡ như bị kẻ xấu biết được đến cướp thì sao nếu có ai biết được suy nghĩ hiện tại của ông ta chắc chắn sẽ mắng ông ta là đạo đức giả dù giang trấn thiên thực sự lo lắng tại sao ông ta không thể nói chuyện với con gái cùng nhau bàn bạc về cách sử dụng số tiền này mà lại trực tiếp cướp lấy lấy danh nghĩa giữ hộ để chiếm làm của riêng buồn cười là một đạo lý đơn giản như vậy mà lúc đó lại không có ai cảm thấy sai giang tư niên lúc này cũng trừng mắt nhìn cô lớn tiếng chất vấn giang lưu huỳnh bây giờ em ăn của nhà ở của nhà cần nhiều tiền như vậy để làm gì chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục làm những chuyện phạm pháp sao khi biết lưu huỳnh muốn cầm số tiền này cắt đứt quan hệ với gia đình trong đầu anh ta lập tức hiện lên cảnh cô thuê người đánh Giang Diễm. Bây giờ cô lại có thêm nhiều tiền như vậy, biết đâu lần này cô không chỉ nhắm vào em trai, em gái và mẹ kế, mà là trả thù tất cả bọn họ. Nếu để cô đi chẳng khác nào tự chôn bom hẹn giờ, phải không? Tuy Giang Thành Vũ không suy nghĩ sâu xa như Giang Tư Niên, nhưng trong lòng cậu ta lại rất ghen tị vì Lưu Huỳnh chỉ gặp bà ngoại một lần mà đã được nhiều tiền như vậy. Cậu ta đương nhiên đứng về phía bố và anh trai, phụ họa nói. Đúng vậy, Giang Lưu Huỳnh, em căn bản không xứng có nhiều tiền như vậy đã bố nói rồi thì em ngoan ngoãn giao tiền ra đây đi lưu huỳnh đã sớm nhận ra địa vị của mình trong mắt họ như bố đã nói còn không bằng con chó lưu huỳnh anh không tìm thấy em em đang ở đâu giang tư niên buồn bã đi trên đường vì quá nhớ nhung mà không tìm thấy người những nơi có thể tìm anh đều đã đi hết một lượt điện thoại cũng gọi không dưới nghìn cuộc anh thật vô dụng ngay cả em gái mình sống ở đâu cũng không biết bạn bè của em ấy anh cũng không quen ai điều nực cười hơn là anh dường như còn quên cả việc lưu huỳnh đã không còn sống ở nhà từ khi nào mình đúng là một người anh trai thất bại ngay khi giang tư niên đang tự diễu đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại là của lưu huỳnh sao anh ta phấn khích ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng lại thấy một màn hình lớn sáng trưng bên ngoài trung tâm thương mại ở phía xa không cần nghĩ cũng biết đó chắc chắn là livestream ký ức của lưu huỳnh nhưng anh không dám xem càng xem anh càng đau lòng ngay khi anh chuẩn bị quay người bỏ đi đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói không rõ ràng lắm từ màn hình dường như đang nói điều gì đó điều kiện gì mấy chữ này như tia chớp sẹt qua đầu anh đúng rồi trời tối rồi livestream chắc đã kết thúc bây giờ chắc chắn là đến phần giao lưu tương tác của livestream lưu huỳnh đang trả lời câu hỏi giang tư niên run rẩy lấy điện thoại ra khỏi túi ngay khi mở livestream anh vừa kịp nhìn thấy lưu huỳnh nói câu tất cả các người đều phải sống thật tốt giang tư niên lập tức đoán ra đây vẫn là ký ức chỉ là anh đã hoàn toàn quên mất đây là chuyện của khi nào. Hóa ra Lưu Huỳnh cũng từng đưa ra điều kiện với họ. Nhưng tại sao lại là sống thật tốt? Tất cả mọi người ngoài màn hình đều sững sờ. Họ cứ tưởng Lưu Huỳnh sẽ nhân cơ hội này để đề nghị cắt đứt quan hệ hoặc đòi một căn nhà, một chiếc xe, vàng bạc châu báu. Tóm lại là cái gì cũng được, sao lại là bắt họ phải sống thật tốt chứ? Giang Lưu Huỳnh, cô bị ngốc à? Họ chỉ mong mình sống lâu trăm tuổi, người giàu sợ chết nhất, ai lại muốn nghĩ quẩn chứ? điều kiện này của cô coi như bỏ rồi. Thật sự không phải tôi nói, lần này lỗ to rồi, Giang Lưu Huỳnh, cô đúng là thánh mẫu, đến lúc này rồi mà còn muốn họ sống tốt. Không đúng, ít nhất, không nên như vậy. Đây là mỉa mai phải không? Dù Giang Lưu Huỳnh có nói muốn nhà muốn xe, nhà họ Giang chắc cũng sẽ không cho cô ấy, chi bằng dùng cách này để mỉa mai, nguyền rủa họ. Giang Tư Niên không biết, nhưng anh dám chắc chắn đây tuyệt đối không phải là lời nguyền của Lưu Huỳnh dành cho họ. Cô ấy tốt bụng như vậy, trân trọng người thân như vậy, đương nhiên là thực sự mong họ sống tốt. Đây chính là em gái của anh, dù bị anh hiểu lầm nhiều lần như vậy, nhưng vẫn mong anh được tốt. Thực sự xin lỗi, Lưu Huỳnh, anh nhất định sẽ hàn gắn lại tình cảm giữa chúng ta, hãy cho anh một cơ hội, anh không cần sống tốt, anh muốn, anh cầu xin em hãy tha thứ cho anh. Giang Tư Niên nâng niu chiếc điện thoại như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, trong mắt anh không biết từ khi nào đã lấp lánh ánh sao, phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô gái ngay khi giọt nước mắt sắp rơi xuống ha 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 đây là điều kiện gì vậy giang lưu huỳnh đầu óc cô có vấn đề à nếu không biết đưa ra yêu cầu gì thì đừng có đưa ra giang thành vũ kẻ phá đám lúc này không nhịn được cười phá lên cười xong lại nói tiếp theo anh thì em nên bảo bố bỏ tiền mua cho em một suất vào đại học kẻo sau này giang vãn vãn lấy chồng rồi mà em vẫn chưa có ai thèm lấy nhìn những gì cậu ta nói xem thật là khốn nạn cứ như thể thế giới này không có đàn ông thì không thể tồn tại được vậy lưu huỳnh cử động ngón tay bị dẫm đau bước đến trước mặt giang thành vũ run rẩy chạm vào khuôn mặt do mẹ cô tự tay thiết kế thật kỳ diệu nhưng cảm giác của giang thành vũ lại không kỳ diệu chút nào vẻ mặt vốn đang tươi cười của cậu ta trở nên cứng đờ cậu ta tránh ánh mắt đầy ẩn ý của cô hét lên em 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 bị điên rồi sao anh là anh trai ruột của em ngay khi cậu ta định hất tay cô ra lưu huỳnh đã thu tay về giọng nói có chút run rẩy chất vấn cậu ta trong lòng anh hai em tệ hại đến vậy sao em nói xong cô chỉ tay vào cậu ta rồi lại chỉ vào giang tư niên còn anh nữa hai người là anh trai ruột của em sao hay chỉ là những người máy vô cảm ánh mắt lưu huỳnh có chút hoang mang nhưng câu trả lời trong lòng cô đã sớm có họ yêu giang vãn vãn như vậy sao có thể là người vô tình bẩm sinh chứ họ chỉ là không yêu cô mà thôi đương nhiên anh giang thành vũ vừa nói vừa theo bản năng muốn nắm lấy tay lưu huỳnh nhưng khi nhìn thấy cô nghiêng người tránh đi trong lòng cậu ta chợt thắt lại, đầu mũi cay cay. Hình như có chuyện gì đó không nên như vậy. Giang Tư Niên mặt mày âm trầm kéo Giang Thành Vũ về phía mình, vẫn dùng giọng điệu trách móc để mắng Lưu Huỳnh. Bây giờ biết đánh bài tình cảm rồi sao? Lúc trước hãm hại chúng tôi, sao không nghĩ đến chúng tôi là anh trai ruột của em? Em càng như vậy, anh càng khinh em, Giang Lưu Huỳnh. Anh ta dừng lại một chút, giọng nói hơi cao lên. Đừng để mọi người hoàn toàn thất vọng về em. Bài tình cảm. Lưu Huỳnh nghe thấy ba chữ này, tim cô như bị bóp nghẹt. Hóa ra việc cô gọi họ một tiếng anh trai trong mắt họ lại trở thành hành động có mục đích. Trái tim vốn đã không còn đau nữa, lúc này lại như muốn vỡ ra. Hoàn toàn thất vọng sao? Khóe miệng Lưu Huỳnh nở nụ cười chua xót và tự diễu, cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi lấy chiếc thẻ trong túi ra, ném mạnh về phía Giang Tư Niên. Ra khỏi nhà, trong mắt cô gái lại xuất hiện một giọt chất lỏng màu đỏ, nhưng nó không nhanh chóng chảy xuống, mà cứ lăn tròn trong hốc mắt. Đôi mắt của Lưu Huỳnh Giang Thục ngoài màn hình nhìn thấy cảnh này, đau lòng đến mức không thể đau hơn được nữa. Bà không biết thứ trên mặt cháu gái là nước mắt, chỉ nghĩ rằng mắt con bé bị người giúp việc đánh bị thương. Bà cũng chưa từng nghĩ rằng số tiền mình đưa ra cuối cùng sẽ bị những kẻ vô liêm sỉ này cướp trắng trợn, dù sao Lưu Huỳnh cũng là con gái ruột của ông ta, em gái ruột của họ. Giang Thục nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao họ lại có thể thờ ơ với tình máu mủ như vậy. Các người, các người thật nhẫn tâm, ngược đãi Lưu Huỳnh của tôi như vậy, Lưu Huỳnh của tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà các người lại đối xử với con bé như vậy hu hu hu. Giang Thục vừa khóc vừa mắng, đây là lần đầu tiên bà dùng từ Lưu Huỳnh của tôi để gọi Lưu Huỳnh, em yêu. Vào khoảnh khắc tài sản đáng lẽ thuộc về Lưu Huỳnh bị người ngoài chiếm đoạt, những lời an ủi của Jack bỗng trở nên vô nghĩa. Là lỗi của anh, không nên để Lưu Huỳnh một mình ở đó, đáng lẽ phải đưa con bé về, nuôi dưỡng bên cạnh mình mới đúng. Anh thật hồ đồ. Giang Thục cũng không còn tâm trạng để ý đến ông, bà chỉ không ngừng rơi nước mắt một là đau lòng hai là hối hận ba là tức giận ba loại cảm xúc này đan xen vào nhau như ngọn núi đè nặng lên người bà hơn nữa giang thục lại là một bà lão hơn 70 tuổi chưa đầy 3 phút sau bà đã ngất xỉu vì quá đau buồn thục đừng đừng lo lắng anh sẽ đi tìm bác sĩ ngay không biết có phải vì quá sốc hay không tay rắc run rẩy bấm mấy lần mới gọi được cho bác sĩ giang tư niên bên này vẫn đang chìm đắm trong đau buồn và tự trách ngay khi ý nghĩ muốn chớt thoáng qua anh đột nhiên nhớ đến câu nói của lưu huỳnh tất cả các người đều phải sống thật tốt liệu có khả năng nào điều kiện mà lưu huỳnh đưa ra năm đó không phải là dành cho họ vào lúc đó không cô ấy là đã đoán trước được ngày này sẽ đến cô ấy vì đã đoán được anh sẽ có suy nghĩ này sau khi biết sự thật nên mới muốn anh hứa với cô ấy là phải sống thật tốt lưu huỳnh sau khi chịu đựng bao nhiêu ấm ức vậy mà vẫn nghĩ cho họ cô ấy thật tốt thật sự giang tư niên lại muốn khóc một kẻ hèn hạ như anh sao xứng đáng với sự đối xử tốt của Lưu Huỳnh chứ? Hốc mắt của người đàn ông nhanh chóng đỏ hơn cả gò má. Một lúc lâu sau, anh mới thoát khỏi nỗi buồn, nâng niu chiếc điện thoại, nghiêm túc nói với người trên màn hình: "Yên tâm đi Lưu Huỳnh, trước khi chưa được em tha thứ, anh sẽ không dễ dàng chết đâu, anh nợ em một mạng, là em đã cứu anh lúc đó, chịu khổ thay anh 10 năm. Chính vì suy đoán này mà anh đã tìm lại được chút tự tin và dũng khí. Họ là anh em ruột, là người một nhà." nên anh tin Lưu Huỳnh nhất định sẽ tha thứ cho anh. Nếu không, tại sao cô ấy lại muốn anh sống thật tốt chứ? Nhưng ngay sau khi nói xong câu này, hình ảnh lại dừng lại trên một tờ giấy. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Tư Niên, người vừa mới còn đang tràn đầy hy vọng, đã hoàn toàn ngây người. Trên đó không chỉ có tên của em trai anh ta, mà còn có rất nhiều dữ liệu kỳ lạ, quan trọng nhất là dòng chữ cuối cùng lại viết. Phôi nhân tạo số 1, Giang Thành Vũ, thí nghiệm thất bại lần 1, thí nghiệm thất bại lần 2, kết thúc thí nghiệm. Anh ta còn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Lưu Huỳnh đã lật sang trang thứ hai, dòng chữ cuối cùng viết: "Phôi nhân tạo số 2, Giang Tư Niên, thí nghiệm thành công." Là tên của anh ta. Tim Giang Tư Niên đập mạnh một cái. Đáng tiếc, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì Lưu Huỳnh đã gấp hai tờ giấy lại, nhét vào hòm thư trước cửa biệt thự nhà họ Giang. Nhìn những người trong biệt thự đang vui vẻ bàn bạc xem làm thế nào để chia nhau 100 triệu đó, Lưu Huỳnh chọn lúc này tháo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt với hai hàng nước mắt đỏ hoe ánh mắt rõ ràng là rất đau buồn nhưng khóe miệng cô lại nhếch lên khẽ nói tạm biệt hai người anh trai ruột của tôi giang tư niên dùng sức túm tóc gân xanh trên cánh tay nổi lên ai có thể ngờ rằng một người đàn ông trông mạnh mẽ như vậy lại nói ra những lời yếu đuối như thế đừng đừng nói tạm biệt chúng ta là người một nhà lưu huỳnh ý em là gì em đang nói gì vậy anh không hiểu anh xin em ra đây giải thích cho anh được không anh quá ngốc không hiểu đáng tiếc tin nhắn bên kia mãi mãi chỉ là hai chữ màu đỏ chưa đọc. Giang Tư Niên bất lực, chỉ có thể chạy lại livestream, xem cư dân mạng giải thích. Phôi nhân tạo là một dự án nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Sinh học Bắc Đô hơn 20 năm trước, nhưng nghe thầy hướng dẫn của tôi nói là thất bại rồi, phòng thí nghiệm cũng bị niêm phong luôn rồi. Còn có thể tạo ra phôi nhân tạo sao? Nhưng cũng không đúng, Giang Thành Vũ là em trai, sao lại là số 1? Bây giờ đã là thế kỷ 22 rồi, chỉ cần tìm được vật liệu phù hợp thì cái gì chúng ta chẳng tạo ra được. Đừng quên trước đây còn có mèo nhân tạo và chó nhân tạo nữa. Tức là, rõ ràng Giang Thành Vũ là sản phẩm thất bại, chỉ có thể sinh ra muộn thôi. Vậy xem ra hai anh em họ không phải do Giang Nhược sinh ra, chỉ là sản phẩm thí nghiệm thôi. Ồ, hèn gì Giang Lưu Huỳnh nói họ không phải anh trai ruột, người máy mà cũng xứng à. Người máy gì? Sản phẩm thí nghiệm gì? Tao không phải là vật thí nghiệm. Tao không phải. Tao là người sống sờ sờ. Tao và Lưu Huỳnh là anh em ruột cùng mẹ. Giang Tư Niên tức giận ném điện thoại vào cây. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ làm đôi, hỏng không thể tả. Ném xong điện thoại, Giang Tư Niên mới nhớ ra, trời đã tối. Sau khi livestream kết thúc sẽ có phần giao lưu tương tác như hôm qua, tức là Lưu Huỳnh sẽ kết nối để trả lời câu hỏi, anh ta nhất định phải xem, hơn nữa anh ta còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Giang Tư Niên vội vàng đi nhặt điện thoại, nhưng vừa mới đến gần, chiếc điện thoại bị hỏng đã tự bốc khói xám, khiến người ta phải lùi lại, không sao, không sao. Đúng rồi, trung tâm thương mại mình mua cái khác là được rồi. Giang Tư Niên lẩm bẩm một mình, chạy về phía trung tâm thương mại. Nhưng lúc này, anh ta đã quên mất mình không còn là cậu ấm nhà giàu tiêu tiền như nước trước đây nữa, mà là cậu ấm nhà nghèo nợ nần chồng chất. Trong bệnh viện, mơ, nhất định là mơ, hai đứa con trai ruột của tao tuyệt đối không thể nào là đồ con lai do phòng thí nghiệm tạo ra. So với cú sốc trước đó, lần này rõ ràng còn nặng nề hơn đối với Giang Trấn Thiên. Ông ta thậm chí còn cho rằng tất cả những điều này là giả, là ảo giác, mình đang nằm mơ người vợ đầu ấp tay gối là rắn độc những đứa con trai mà ông ta luôn tự hào lại không biết được tạo ra từ cái gì người máy sinh học thật đáng sợ giấc mơ này giang trấn thiên điên cuồng đập đầu mình muốn dùng cách này để trở về hiện thực nhưng khi mở mắt ra lần nữa ông ta lại nhìn thấy một người mặc áo blue trắng đứng trước mặt mình a a a tiếng hét vang vọng khắp phòng bệnh một lúc lâu mới dừng lại nếu bác sĩ không nhanh chóng bật đèn trong phòng bệnh chắc ông ta sẽ còn hét lâu hơn nữa hừ bác sĩ bực bội bỏ tay ra khỏi tai. Lúc nãy, khi nhìn qua khe cửa sổ, ông đã thấy một bóng đen lúc thì lầm bẩm một mình, lúc thì lại tự đánh mình, thật sự khiến ông sợ hãi. Bây giờ còn phải chịu đựng sự công kích vật lý của ông ta, công việc này ngày càng khó làm. Tự nhiên, anh, anh đến đây làm gì? Giang Trấn Thiên vừa thở hồn hển vừa hỏi, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong bệnh viện, nếu không sao ông ta có thể ở trong bệnh viện chứ? Bác sĩ cố nén giận, im lặng, rồi lấy khẩu trang ra khỏi túi đeo vào, mới nghiến răng nói. Không phải là ông đã yêu cầu tôi làm xét nghiệm ADN cho ông và hai người con trai của ông sao, bây giờ kết quả đã có rồi. Chỉ cần nghe thôi cũng có thể nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của ông ấy, nhưng lúc này, Giang Trấn Thiên không chú ý đến điều đó, mà là Xét nghiệm ADN Ai lại rảnh rỗi đi làm mấy thứ này chứ? Ngay khi Giang Trấn Thiên định nói là ông ta không cần thì trong đầu ông ta đột nhiên hiện lên hình ảnh livestream vừa rồi. Ông ta lại không khỏi nghĩ, nếu tư niên và thành vũ thực sự là người máy sinh học liệu gen của họ có phải là của ông ta và nhược nhược không dù sao thì thứ này dù là quái vật cũng phải có bố mẹ chứ chỉ cần vẫn là con của ông ta là được rồi biết đâu nhược nhược làm vậy là để những đứa trẻ sinh ra được hoàn hảo hơn dù sao thì họ cũng quen biết nhau bao nhiêu năm rồi ông ta còn không hiểu nhược nhược là người như thế nào sao cô ấy yêu ông ta như vậy vì muốn sinh con cho ông ta mà thậm chí còn không học lên tiến sĩ sao có thể chưa kịp nghĩ xong Giang Trấn Thiên đã vội vàng giật lấy túi hồ sơ, cho đến khi mở ra, ông ta mới nghi ngờ. Sao lại có ba tờ? Giang Trấn Thiên mặt mày tái mét buông điện thoại, âm thanh mới ngừng to lên. Hóa ra là ông ta vừa mới ấn nhầm nút tăng âm lượng. Nhưng ngay khi ông ta định cầm điện thoại lên xem thì Chị, tôi không phải người nhà họ Giang, nếu không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN, tôi không có nửa xu quan hệ nào với Giang Trấn Thiên. Đây là câu thứ hai. Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà giang diễm lại liên tục nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy sắc mặt giang trấn thiên từ trắng chuyển sang đỏ cơn giận không có chỗ nào để chút ông ta nghiến răng canh két thằng nhóc giang diễm này bác sĩ sợ bị vạ lây nên đã nhanh chóng chuồn mất để lại giang trấn thiên một mình đối mặt với livestream hay nói đúng hơn là livestream ký ức đã kết thúc trên màn hình lúc này là bóng lưng của một người phụ nữ và giang diễm quen thuộc trong một cửa sổ nhỏ dù để mái tóc đỏ rực rỡ và ngỗ ngược nhưng đôi mắt cậu ta lại ngấn lệ, những lời nói ra cũng đáng thương vô cùng. "Chị, chị nhận lại em làm em trai nuôi được không?" Muốn hỏi tại sao Giang Diễm lại đột nhiên nói những lời này, thì phải kể từ lúc Giang Trấn Thiên bị bác sĩ dọa. Giống như hôm qua, sau khi livestream kết thúc là đến phần kết nối ngẫu nhiên. Lần này lại đúng lúc kết nối với Giang Diễm, nhưng Lưu Huỳnh lại nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn trả lời câu hỏi của người nhà họ Giang." Câu nói kinh điển này là như vậy mà ra. Hiếu Thảo thật, Giang Diễm cậu giỏi lắm, cuối cùng Lưu Huỳnh cũng có thể thoát khỏi cậu, người em trai này rồi. Lưu Huỳnh, cô đừng tin lời cậu ta, cậu ta đang lừa cô trả lời câu hỏi của cậu ta đấy. Cười chất mất, còn em trai nuôi, em trai ruột còn không làm tốt, cũng xứng làm em nuôi sao. Giang Diễm thấy mình nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn không để ý đến mình, còn có những cư dân mạng đang châm ngòi, nhất thời sốt ruột đến mức sắp khóc. Cậu ta cắn răng, nói hết những kết quả điều tra của mình ra. Lúc đó, trước khi ngủ với Giang Trấn Thiên, Vương Quyên đã ngủ với người đàn ông khác rồi." Chính miệng Vương Quyên nói với tên gian phu của bà ta. "Mọi người xem, tôi còn có lịch sử trò chuyện trong điện thoại của bà ta." Giang Diễm vừa nói vừa hướng lịch sử trò chuyện trong một chiếc điện thoại khác về phía camera. Thời gian trò chuyện gần nhất rõ ràng có thể thấy được, vậy mà lại là hôm kia. Vương Quyên còn nói với tên gian phu được bà ta ghi chú là cục cưng rằng: "Thành tích của Diễm thảm hại quá, chắc chắn là di truyền từ anh, em sắp bị nó làm cho tức chết rồi." như vậy thì làm sao nó tranh giành tài sản với hai đứa con trai của giang trấn thiên được tên gian phu trả lời bằng giọng nói chị yêu đừng giận mà thành tích của diễm tuy kém một chút nhưng mà di chuyển từ anh không phải tốt sao không di chuyển từ anh thì làm sao chị có được đứa con trai đẹp trai như vậy chứ đúng không hay là đừng bỏ thuốc cho giang trấn thiên nữa chúng ta cùng nhau rớt ông ta rồi sửa lại di trúc của ông ta thì sao anh đã muốn nhận con trai rồi nghe đến đây hai mắt giang trấn thiên đỏ ngầu ông ta hận không thể rớt người. Ông ta không ngờ người vợ mà mình tin tưởng lại phản bội mình, hơn nữa còn cấu kết với tên gian phu đó để chiếm đoạt tài sản của mình. Đồ, đồ gian phu dâm phụ, khụ khụ khụ. Giang Trấn Thiên tức giận hét lên, trong giọng nói tràn đầy thù hận. Điều khiến ông ta càng không thể chịu đựng được chính là Giang Diễm, đứa con trai mà ông ta nuôi dưỡng 18 năm vậy mà không phải con ruột của mình. Ông ta đã nuôi con trai của Vương Quyên và tên gian phu kia dòng dã 18 năm. Tao phải rớt bà ta, tao phải khụ 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 giang trấn thiên không thở nổi ho dữ dội hơn nhưng dù vậy nắm đấm của ông ta vẫn không hề buông lỏng siết chặt như muốn xé xác đôi gian phu dâm phụ đó cho đến khi giọng nữ trên màn hình vang lên cậu muốn hỏi gì lưu huỳnh là giọng của lưu huỳnh giang trấn thiên ngây người nhìn nghe thấy câu nói này nước mắt không kìm được tuôn rơi nước mắt tuôn xối xả mặc dù lưu huỳnh trên màn hình chỉ để lộ một bóng lưng nhưng mà đây là con gái của tao giang trấn thiên đưa ngón tay run rẩy ra nhẹ nhàng vuốt ve bóng lưng cô gái như thể có thể chạm vào cô để an ủi trái tim đang bị tổn thương của mình nhưng khi ông ta nhìn thấy những bình luận liên tục hiện lên những lời lẽ cây độc công kích ông ta che kín màn hình đừng đăng nữa các người đừng đăng nữa giọng nói khàn khàn của người đàn ông bắt đầu nghẹn ngào dù nước mắt làm mờ tầm nhìn cũng không thể che giấu nỗi nhớ lưu huỳnh trong lòng ông ta lúc này đây là đứa con duy nhất của ông ta ông ta chỉ còn lại mình cô là cô con gái đã khiến ông ta chờ đợi suốt đêm ngoài phòng sinh, từ một đứa trẻ nhỏ xíu cho đến khi 4 tuổi. Giang Trấn Thiên nghe thấy giọng nói của cô, đầu óc đau nhói. Không biết tại sao đột nhiên ông ta lại nhớ đến hình ảnh Lưu Huỳnh nhỏ bé lần đầu tiên gọi ông là bố. Còn có lúc con bé vừa mới tập đi, loạn trọng chạy về phía ông, lúc con bé ôm lấy tay ông làm nũng, giữa họ rõ ràng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng không có kỷ niệm nào, là sau khi Lưu Huỳnh 4 tuổi, đúng vậy, kể từ khi Giang Vãn Vãn đến bên cạnh ông ta, khoảng trống trong tim ông ta vốn nên thuộc về Lưu Huỳnh đã bị lấp đầy. Dù con gái ruột của ông ta đã trở về, nhưng ông ta vẫn ngoan cố đặt một kẻ thay thế trong lòng, hoàn toàn không còn chỗ cho Lưu Huỳnh. "Tao đã đánh mất con gái của tao, tao đã đánh mất Lưu Huỳnh." Sau khi nhận ra điều này, Giang Trấn Thiên khóc càng to hơn, thậm chí còn khiến y tá đi ngang qua giật mình. Giang Diễm trong màn hình vốn định nhân câu hỏi của chị gái mà nói ra câu hỏi trong lòng mình, nhưng trước khi nói ra, cậu ta lại do dự một chút, rồi cầm điện thoại đi. Mãi một lúc lâu sau, khi cư dân mạng đã mất kiên nhẫn, cậu ta mới dừng lại trước một cánh cửa. Kết, cánh cửa được cậu ta đẩy ra, một phòng vẽ hoàn toàn mới lại xuất hiện trước mắt mọi người. Nơi đầu tiên Giang Diễm đến sau khi rời khỏi công ty chính là nơi này, nơi cậu ta đã làm tổn thương chị Lưu Huỳnh sâu sắc nhất. Điều khiến cậu ta không ngờ là, ngoài một lớp bụi dày, nơi này giống hệt như lúc chị Lưu Huỳnh rời đi 5 năm trước. Như thể xuyên không về quá khứ vậy. Giấy vẽ, bút vẽ trên mặt đất đều là của chị gái vừa mới dùng, sàn nhà này cũng là do chị gái vừa mới bước qua cậu ta cẩn thận dọn dẹp cả căn phòng rồi mua lại dụng cụ vẽ cố gắng hết sức để nơi này trở lại như trước khi bị phá hủy cậu ta nghĩ rằng sau khi chị gái về nhà sẽ dẫn chị ấy đến xem nhưng bây giờ cậu ta không nhịn được nữa chị xem em đã sửa lại cho chị rồi giang diễm cười nói với lưu huỳnh như thể đang khoe khoang cậu ta nghĩ rằng dù chị lưu huỳnh không tỏ ra quá bất ngờ nhưng ít nhất cũng sẽ bị sốc đáng tiếc lưu huỳnh chỉ ừm một tiếng rồi sửa lời cậu ta. Tôi không phải chị gái của cậu, chị gái của cậu là Giang Vãn Vãn." Nhìn Giang Diễm há hốc mồm, mặt mày tái mét, cư dân mạng đều cười phá lên. "Đau lòng quá, không còn gì để nói, thực sự không còn gì để nói nữa. Giang Diễm, cậu không có quan hệ gì với nhà họ Giang nữa, nhưng cậu có quan hệ với kẻ thù rớt mẹ của Lưu Huỳnh đấy." "Ồ, đúng rồi, tôi suýt quên mất chuyện này. Giang Diễm, từ bỏ đi, cậu không thể lấy lại được Lưu Huỳnh của chúng tôi đâu." Giang Diễm nghe thấy những lời này như được khai sáng, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi. Sao cậu ta có thể quên được, ngoài thân phận nhà họ Giang, cậu ta còn có một thân phận khác. Sắc mặt Giang Diễm càng thêm tái nhợt, cậu ta lắc đầu nguội nguội. Không phải, không phải, tôi không có quan hệ gì với họ, Vương Quyên vừa xấu xa vừa độc ác, biết đâu tôi không phải do bà ta sinh ra, biết đâu tôi là, được mua về. Nếu Vương Quyên nghe thấy đứa con trai ruột mà bà ta cưng chiều bao nhiêu năm nay nói như vậy, Chắc bà ta chết cũng không nhắm mắt được. Đáng tiếc, dù Giang Diễm đã nói như vậy, Lưu Huỳnh vẫn không hề động lòng. Chẳng những không động lòng, mà còn không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Tư Niên cứng đờ người, Giang Diễm cũng ngẩn ra. Mọi người đều dừng lại một chút, xác nhận lại câu trả lời khó tin này, sau đó phản ứng đầu tiên của họ là: Lừa đảo à, cuối cùng cũng để tôi bắt được rồi, tôi đã nói trên đời này làm sao có thể có người không nói dối chứ. Giang Lưu Huỳnh cô dù có muốn lấy lòng thương hại cũng không nên lừa dối mọi người như vậy chứ hơi giả đấy cô chớt rồi thì bây giờ ai đang nói chuyện với chúng tôi hồn ma sao nhìn những lời nghi ngờ trên màn hình lưu huỳnh không hề phản bác chỉ chậm rãi nói cái chớt không ràng buộc sự tồn tại của tôi không khí lại ngưng đọng vài giây câu này là có ý gì khiến người ta hoàn toàn không hiểu nổi phần lớn cư dân mạng đều cho rằng cô đang nói nhảm chớt rồi là chớt rồi là không còn tồn tại nữa giang lưu huỳnh dù cô có muốn sửa lại lời nói dối vừa rồi cũng không nên nói bậy như vậy chứ." Độ hảo cảm âm mười. Mấy người bị bệnh à, xem livestream miễn phí mà tưởng mình là ông lớn hả? Còn độ hảo cảm nữa, bây giờ điều quan trọng nhất với em gái là thi vào cấp 2. Đúng vậy, các người biết người phụ nữ không lộ mặt này là Giang Lưu Huỳnh chắc? Não để đâu rồi? Một lũ trùng cỏ, ai nói gì cũng tin. Những lời này vừa nói ra, đám cư dân mạng đang nghi ngờ và chế nhạo đều câm nín. Hình như cũng không phải không có lý người phụ nữ tự xưng là Giang Lưu Huỳnh này từ đầu đến cuối đều không lộ mặt, ai biết cô ta có phải là giả hay không. Vậy Lưu Huỳnh thật sự đâu? Tại sao nhiều ngày như vậy rồi mà không có chút tin tức nào của cô, chẳng lẽ cô thực sự đã chết nên mới, lừa đảo? Giang Tư Niên hoảng loạn lắc đầu, anh ta không tin Lưu Huỳnh lợi hại như vậy mà lại chết được. cc người phụ nữ này thật đáng thương, chắc chắn là bị người nhà hại đến chết não gì đó, nếu không thì sao có thể. À à à. Người qua đường bên cạnh còn chưa nói hết câu đã bị Giang Tư Niên quay lại đá một cái. Người qua đường lập tức cúi người ôm bụng, nhưng khi ngẩng đầu lên định đánh trả thì lại nhìn thấy Giang Tư Niên đang quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn rụa. Không phải chứ, mình còn chưa đánh mà. Nhưng sao trông anh ta còn thảm hại, còn đau đớn hơn cả mình. Như một con chó mất chủ vậy, người qua đường cũng không nỡ đá nữa. Này này, anh bạn, anh không sao chứ. Tôi vừa rồi chỉ đoán thôi, biết đâu em gái anh. Ừm biến thành người máy cũng nên á á á đừng đánh tôi. Con phố trung tâm sầm uất nhất Bắc Kinh cứ như vậy diễn ra một màn rượt đuổi long trời lở đất. Không biết từ lúc nào, Giang Tư Niên đã rời khỏi khu vực náo nhiệt, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Anh ta đứng yên tại chỗ, cảm nhận nhịp thở và nhịp tim gấp gáp của mình, một lúc lâu sau. Khi nhìn xung quanh, anh ta chỉ nhìn thấy một con hẻm tối om, người kia đã biến mất. Nhưng câu nói chớt não của anh ta vẫn in sâu trong tâm trí Giang Tư Niên. Anh ta lại không khỏi nghĩ, nếu như giấy chứng nhận bệnh nhân thực vật mà bác sĩ đưa cho anh ta lúc đó không phải là giả, mà là của Lưu Huỳnh thì phải làm sao? Biệt thự nhà họ Giang, Giang Diễm như mất hết sức lực, quỳ gối bên cạnh giá vẽ, đầu cúi gằm, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. "Chị gái của cậu đã chết." Dòng chữ này như sấm sét đánh xuống người cậu, cả người cậu run rẩy. Mỗi lần nghĩ đến, tim cậu lại đau nhói, đau đến mức cậu cũng là một trong những thủ phạm, chính những lần làm tổn thương của cậu đã dẫn đến cái chết của chị gái. Điều đáng buồn hơn là cậu thậm chí còn không biết chị gái mình chết như thế nào, nếu như Bạch Lịch nói là nhảy lầu, tại sao cậu lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong camera giám sát? Tại sao cậu tìm khắp các bệnh viện đều nói không có nữ bệnh nhân nào nhảy lầu được đưa đến cấp cứu? Tại sao ngay cả thi thể cũng không được đưa về? Vậy nên là không phải đúng không? Không có thi thể, vậy chị gái nhất định là trốn đi rồi, hoặc là bị bệnh, nên đây chính là ý nghĩa của tồn tại. Giang Diễm cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực hoàn toàn quên mất chữ chớt mà Lưu Huỳnh đã nói lúc đó, chỉ bám lấy chữ tồn tại. Giống như người sắp chớt đuối bám chặt lấy một tấm ván mỏng manh, dù nó có mong manh đến đâu. Đối với cậu, người đang bên bờ vực tuyệt vọng, đó là chỗ dựa cuối cùng. Đột nhiên, cậu ta lại nhớ ra điều gì đó, run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Lịch. Chuông reo hồi lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giang Diễm đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Anh nói chị tôi đã chết, vậy thi thể của chị ấy đâu? Trừ khi anh cho tôi xem, nếu không tôi sẽ không tin anh đâu bạch lịch chỉ cười khẩy một tiếng đáp lại ai cần cậu tin từ khi nào chuyện này cũng có thể trở thành điều kiện để đàm phán với anh ta chứ cả nhà bọn họ đúng là ngu ngốc ngay khi anh ta định cúp máy bạch lịch anh dám có tin tôi báo cảnh sát tố cáo anh giam giữ chị gái tôi không nghe giang diễm gầm lên động tác của bạch lịch chậm lại trong lòng nảy ra một ý nghĩ khác anh ta trả lời tôi có thể nói cho cậu biết cô ấy ở đâu nhưng có nhìn thấy được hay không là chuyện của cậu sau đó gửi kèm một địa chỉ giang diễm click vào xem phát hiện đó lại là một khách sạn còn kèm theo số phòng sắc mặt cậu ta lập tức tối sầm lại anh anh đã đưa chị tôi đến đây giọng cậu ta rõ ràng run rẩy nhưng trong lòng ngoài sự tức giận còn có chút may mắn các ngồi bên mép giường buồn chán nắm lấy tay cô gái trên giường đan mười ngón tay vào nhau cô vẫn bất động như vậy ngay cả thở cũng không giống như một con búp bê xứ trong tủ kính càng như vậy tình cảm trong mắt các càng khó che giấu Lúc này, anh ta dường như không còn là cỗ máy rớt người nữa, mà là một hiệp sĩ canh giữ công chúa. Không còn thân phận trong tổ chức, cũng không còn nhiệm vụ, anh ta thậm chí còn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể chết cùng Ava như thế này cũng tốt. Nhưng anh ta cũng biết, anh ta không xứng. Từ khoảnh khắc anh ta tuân lệnh tổ chức bắt Ava trở về căn cứ, anh ta đã không còn xứng đáng nữa. Chắc chắn cô ấy vẫn còn hận anh ta. Xin lỗi, anh ta sẽ không bao giờ nghe lệnh của tổ chức nữa. Ava đã từng nói với anh ta phải làm theo tiếng gọi của trái tim, sống vì chính mình, bây giờ anh ta chỉ muốn trả thù tất cả những kẻ đã bắt nạt Ava. Chỉ tiếc là, kẻ cuối cùng tôi không bắt được, nhưng tôi sẽ sớm tìm thấy cô ta, đợi thêm một chút được không? Các áp má vào mu bàn tay lạnh lẽo của cô gái, nhỏ giọng nói với vẻ tủi thân. Người anh ta nói đến chính là người phụ nữ đã hại chết mẹ của Lưu Huỳnh, ban đầu anh ta định để người phụ nữ này lại cuối cùng, từ từ xử lý cô ta. Ai ngờ trước anh ta đã có người đến đồn cảnh sát cướp người đi khiến anh ta phải tay không mà về. Nghĩ đến đây, trên mặt người đàn ông lại hiện lên vẻ tự trách, ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được, sao có thể xứng đáng ở bên cạnh Ava tốt như vậy chứ? Ưm um, ưm um, ưm, um. đột nhiên, một giọng nói nhỏ phát ra từ góc phòng. Các luyến tiếc rời mắt khỏi Lưu Huỳnh, nhìn sang, anh ta thấy một người phụ nữ bị trói chặt. Ồ, cũng không hẳn là tay không mà về. Ít nhất anh ta cũng đã bắt được người phụ nữ đã bắt nạt Ava nhiều nhất, đối phó với loại phụ nữ độc ác này đương nhiên phải trói lại từ từ hành hạ. Đúng rồi, Ava, em có biết không, hôm nay suýt chút nữa thì người phụ nữ này đã trốn thoát, anh phải tốn rất nhiều công sức mới đưa cô ta ra khỏi thuyền. Các kể lại một cách sinh động, giống như một chàng trai mới biết yêu đang tâm sự với bạn gái, một lúc sau, anh ta lại không nhịn được nắm lấy tay còn lại của Lưu Huỳnh, áp cả hai tay lên mặt mình. Nếu lúc này bên cạnh giường có một chiếc gương, có lẽ các sẽ cảm thấy xa lạ với chính mình trong gương. Nhưng dù có xa lạ, anh ta cũng sẽ không quan tâm. Dù sao bây giờ anh ta đã rời khỏi tổ chức, chỉ là một người sắp chết. Dù sao cũng phải chết, tại sao không thể táo bạo hơn một chút? Người suy sụp nhất phải là Giang Vãn Vãn đang bị bịt mắt, bịt miệng. Bị chói mà không nhìn thấy gì cũng coi như xong, còn phải nghe tên Cướp nói chuyện một mình với không khí, như một tên thần kinh, lải nhải không ngừng, nói những thứ vớ vẩn. Nghe nhiều nhất là một cái tên Ava, không đoán nhầm thì đó chắc là một cái tên, nhưng cô ta không hiểu Ava này rốt cuộc là ai. Cô ta chưa từng đắc tội với người này. Ưm um, ưm. Um. Giang vãn vãn lại phát ra một chút âm thanh, khiến các lại nhìn sang với ánh mắt bất mãn. Có phải làm ồn đến chị gái rồi không? Hay là lát nữa anh đi cắt lưỡi cô ta nhé? Lại là một câu tự nói với mình, lần này còn có thêm một từ mà cô ta có thể hiểu được. Si, sister, đây là hai chị em người nước ngoài sao? Giang vãn vãn lần này cắn chặt miếng vải trong miệng, không dám phát ra tiếng động nữa. Đồng thời, điều này cũng khiến cô ta ngày càng sợ hãi chỉ trong vài phút nước mắt đã thấm đẫm miếng vải bịt mắt điều uất ức nhất là cô ta thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra vất vả lắm mới lừa được tiền từ vương quyên định trốn ra nước ngoài bằng đường biển sắp lên thuyền rồi chỉ còn một chút nữa thôi một chút nữa thôi kết quả đầu đột nhiên đau nhói tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở đây càng nghe đối phương gọi tên cô ta càng nghi ngờ đối phương đã bắt nhầm người cô ta là một người kém tiếng anh sao có thể quen biết người nước ngoài chứ đừng nói là bắt nạt ngay cả giao tiếp cũng khó khăn không được cô ta phải giải thích cùng lắm thì cô ta bỏ ra vài triệu để chuộc mình cũng được ưm um, ưm um, ưm um, giang vãn vãn vừa mới im lặng một lúc lại bắt đầu kêu lên các vì lưu luyến cảm giác mát lạnh trên má nên không muốn để ý đến cô ta vì vậy cảnh tượng lúc này là lưu huỳnh nằm trên giường các dựa vào bên cạnh cô vừa áp tay cô vào mặt mình vừa nhìn giang vãn vãn dãy ruộng không biết qua bao lâu giang vãn vãn mới thành công nhổ miếng vải trong miệng ra anh bạn anh bắt nhầm người rồi. Tôi căn bản không quen Ava mà anh nói. Im lặng như tờ. Các không muốn động đậy, cũng không muốn tốn lời nói chuyện với cô ta. Anh ta chọn tiếp tục ôm ấp chị gái, tiện thể cùng nhau thưởng thức bộ dạng thảm hại của Giang Vãn Vãn. Lại không biết qua bao lâu, trong không khí vang lên một tiếng, rầm Hữu hóa ra là Giang Vãn Vãn giống như con giòi, lăn qua lăn lại rồi đụng phải bàn. Có lẽ vì dù cô ta có kêu la thế nào cũng không có ai để ý đến, cũng không bị cắt lưỡi như trong tưởng tượng nên nhất thời cô ta quên mất thân phận của mình hét lớn người vừa nãy anh còn đó không này cứu tôi với cứu tôi với có ai không khách sạn cách âm rất tốt tuy các không lo lắng bị người khác nghe thấy nhưng cũng có chút khó chịu anh ta liên tiếp buông tay cô gái rồi chậm rãi lấy ra một vật cứng màu đen nặng trịch từ tủ đầu giường lắp ống giảm thanh vào chĩa vào răng vãn vãn tiếp theo cạch là tiếng bóp cò giang vãn vãn nghe thấy tiếng này động tác làm ồn lập tức dừng lại cũng không dám ôm đầu kêu là nữa. Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, tiếng này giống hệt như trong game bắn súng mà cô ta chơi. Nhưng đây là Trung Quốc, sao ở Trung Quốc lại có thứ này chứ? Á, à, đột nhiên, Giang vãn vãn cảm thấy má nóng gian, như có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua mặt cô ta, vừa đau vừa rát. Chưa kịp cảm nhận kỹ, cô ta lại phải chịu thêm vài cơn đau tương tự. Đau, đau quá, cái quái gì mà đau vậy? Miếng vải đen trên mắt không biết tại sao lại rơi xuống, Giang Vãn Vãn cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, dưới chân cô ta không phải là tầng hầm tối tăm, mà là một căn phòng sang trọng. Và ngay trước mắt cô ta là một họng súng đen ngòm. Là súng, thực sự là súng. Còn có một người nước ngoài, anh, các cất súng, ngồi xuống cuối giường, chống cằm suy nghĩ. Anh ta không biết rằng chính hành động này đã khiến Giang Vãn Vãn tưởng rằng lời nói của mình đã có tác dụng, cô ta tiếp tục thừa thắng xông lên. Anh cởi trói cho tôi trước đi, tôi đảm bảo sẽ không chạy, anh muốn tiền hay là muốn chơi, gì cũng được. Giang vãn vãn phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới nói ra được chữ này, từ trước đến nay đều là cô ta chơi đùa đàn ông, phụ nữ, hôm nay lại bị một tên bắt cóc ngủ. Điều duy nhất may mắn là người đàn ông này khá đẹp trai, cũng không quá thiệt. Nhưng các lại thấy buồn nôn vì những lời này, hay là cắt lưỡi cô ta trước đi. Giang vãn vãn thấy người đàn ông đứng dậy, tưởng rằng có hy vọng, cô ta đắc ý ngẩng đầu lên chờ đợi. Cho đến khi nước mắt ngừng chảy, tâm nhìn lại rõ ràng, cô ta cứ tưởng mình sẽ được cởi trói, nhưng lại thấy người đàn ông cầm một con dao gọt hoa quả nhỏ tiến lại gần mặt mình. Anh muốn làm gì? Anh cầm dao làm gì? Anh anh! Các dứt khoát dùng tay đeo găng kéo mạnh lưỡi cô ta ra, ngay khi chuẩn bị xuống tay, anh ta đột nhiên dừng lại. Có lẽ vì muốn khoe khoang chiến tích, anh ta quay đầu lại, nhìn Lưu Huỳnh trên giường với ánh mắt phấn khích, nói Chị gái, em xuống tay nhé. Cô gái trên giường vẫn bất động. Các thất vọng cúi đầu xuống. Ưm um, ưm um, ưm. Um. ưm. Giang vãn vãn kinh hãi nhìn con dao càng lúc càng gần lưỡi mình, cô ta muốn hét lên, nhưng miệng chỉ có thể phát ra tiếng ủ ớ. Dù có dễ dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi dây chói. Chẳng lẽ sau này cô ta sẽ trở thành một người câm sao? Không. Rõ ràng cuộc sống tươi đẹp chỉ còn cách cô ta một chút nữa thôi. Cô ta không muốn trở thành người câm. Không muốn. Dinh dinh, ngay khi con dao sắp đâm xuống, chuông điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Nghĩ đến việc người phụ nữ này sẽ la hét sau khi bị cắt lưỡi, các đành tạm thời thu giao lại, đợi anh ta mua thuốc tê về rồi cắt lưỡi cô ta cũng được. Chúc cô may mắn. Lời chúc không chút cảm xúc của các khiến Giang Vãn Vãn lạnh sống lưng, sau đó miếng vải lại được nhét vào miệng cô ta. "Chào anh, chuyện là thế này, ừm, có người báo cáo anh giam giữ người trái phép, cảnh sát đã lên đường rồi." Mặc dù Lễ Tân đã nhận được cảnh cáo của cảnh sát là không được gọi điện thoại thông báo cho khách trọ trong phòng này, nhưng vì thân phận tôn quý của đối phương, nếu đắc tội với anh ta, cô ta có thể sẽ mất việc cuối cùng vẫn chọn cách báo cho anh ta biết. Bạch Lịch nhìn thấy cảnh sát xuất hiện trong camera giám sát, tức đến nghiến răng. Giang Diễm chớt tiệt. Giống hệt mẹ và chị gái của cậu ta, ngoài mặt thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu, Giang Diễm được nhắc đến vẫn đang cười đắc ý vì cậu ta sắp được gặp chị gái rồi. Tiện thể còn có thể đưa Bạch Lịch giả tạo vào tù. Bạch Lịch mà cũng xứng làm anh rể của cậu ta sao? Hình, nếu không phải vì muốn có được vị trí của chị gái, sao cậu ta lại nhận anh ta làm anh rể chứ? thật buồn nôn đồng chí này cậu chắc chắn chị gái của cậu bị giam giữ trong phòng này chứ cảnh sát dù sao cũng đã xem livestream biết người trước mặt là ai cũng biết người chị gái trong miệng cậu ta chính là giang lưu huỳnh vừa mới xuất hiện trong livestream tuy chỉ quay được một bóng lưng là rất đáng ngờ nhưng cũng không thể chứng minh cô ấy bị khống chế nếu mở cửa mà bên trong không có ai thì chẳng phải là chú cảnh sát cứ yên tâm mở cửa đi chính miệng bạch lịch nói với cháu là cô ấy ở trong đó nếu không có thì các chú cứ bắt anh ta lại. Cảnh sát, người bên trong nghe rõ, hiện tại có người báo cáo nơi này có hành vi giam giữ người trái phép, xin hãy hợp tác điều tra. Hết khoảng 3 phút, bên trong vẫn không có phản hồi, cảnh sát mới dùng thẻ phòng để xông vào. Giang Diễm đã nghĩ đến vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng lại không ngờ đến tình huống này. Can I he help you? Người mở cửa không phải Bạch Lịch, cũng không phải chị Lưu Huỳnh, mà là một người nước ngoài tóc đen mắt xanh, không biết nói tiếng Trung cảnh sát cũng không thể vừa vào đã hỏi người ta có giấu một phụ nữ Trung Quốc hay không, đành phải hỏi xem có thể kiểm tra phòng của anh ta không, với lý do kiểm tra bình chữa cháy. Theo như họ biết, người nước ngoài rất coi trọng sự riêng tư. Quả nhiên, nhận được một câu trả lời từ chối thẳng thừng. Cảnh sát do dự, trong lòng hoàn toàn không chắc chắn liệu có Giang Lưu Huỳnh trong phòng này hay không, chẳng lẽ họ sắp trở thành đồn cảnh sát đầu tiên của Trung Quốc bị người nước ngoài kiện sao? Đừng nói là họ, ngay cả Giang Diễm cũng đang ngơ ngác cậu ta thậm chí còn bắt đầu nhắn tin mắng bạch lịch mẹ kiếp bạch lịch tốt nhất anh nên giải thích cho tôi tại sao lại có một người nước ngoài ở trong đó anh thấy chưa tôi vui lắm sao bạch lịch vẫn không giải thích mà thẳng thừng đáp trả hừ là ai báo cảnh sát tố cáo tôi giam giữ người trái phép vài giây sau bạch lịch lại nghĩ ra điều gì đó nhanh chóng nhắn tin bảo cảnh sát kiểm tra hộ chiếu của anh ta còn nữa cho họ xem đoạn video này không nghi ngờ gì nữa những video này đều là do anh ta lấy từ camera giám sát gần nhà của các nạn nhân của các, rồi ghép lại thành một tập hợp. Cảnh sát xem xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Họ so sánh kỹ càng người trong video với người trước mặt, cùng dáng người, cùng chiếc áo hoodie đen. "Xin lỗi anh, vui lòng xuất trình hộ chiếu của anh. Hiện tại anh đang bị tình nghi cố ý gây thương tích nhiều lần, xin hãy theo chúng tôi về đồn. Nếu các muốn, ba người trước mặt đều không phải đối thủ của anh ta, nhưng nếu thực sự ra tay, anh ta sẽ gặp phải vô số rắc rối." Hợp tác điều tra cũng không đáng sợ, những người đó anh ta đều đã dùng thuốc tẩy não đặc biệt của tổ chức để thay đổi ký ức rồi. Chỉ là mọi thứ trong phòng, các siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng gật đầu. Tôi có thể đi theo các anh và hợp tác trả lời câu hỏi của các anh, nhưng nếu chưa có bất kỳ kết luận nào về tội của tôi mà các anh đã tự ý xông vào phòng tôi, tôi có quyền kiện tất cả các anh. Trước khi nói những lời này, anh ta đã nhắn tin cho Selena, người duy nhất anh ta tin tưởng để cô ấy xử lý, còn Ava anh ta chỉ có thể chọn tin tưởng cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra anh ta sẽ sớm quay lại nhưng anh ta không biết rằng đã có người nhắm vào căn phòng này người thì đã bị cảnh sát đưa đi rồi vậy chị lưu huỳnh đâu giang diễm đứng tại chỗ không chịu rời đi cứ khăng khăng nói lưu huỳnh ở trong phòng này chị chị mở cửa ra em là giang diễm này chị ơi em xin chị em biết lỗi rồi chị gặp em đi cảnh sát thấy cậu ta như người mất hồn cũng không biết làm thế nào đành mặc kệ cậu ta đợi khi nào cậu ta cậy cửa hoặc đập cửa làm ồn thì sẽ đến đưa cậu ta đi hoặc đợi cậu ta mệt rồi tự bỏ đi dù sao bên trong yên tĩnh như vậy làm gì có ai sống ở đó chứ giang diễm không cam tâm vất vả như vậy mà không gặp được ai vì vậy cậu ta tiếp tục gọi chị ơi nếu chị không ra thì em sẽ ở đây chờ chờ một ngày chờ hai ngày vẫn không có động tĩnh gì giang diễm một thiếu niên nổi loạn 18 tuổi thì lấy đâu ra kiên nhẫn, mới 5 phút đã hết nhiệt huyết, ngồi bệt xuống đất, thỉnh thoảng lại nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ Bạch Lịch đang đùa dưỡng cậu ta sao? Nhưng cậu ta lại không hiểu tại sao người nước ngoài xa lạ kia lại giúp chị Lưu Huỳnh báo thủ. Cậu ta cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi, sự bực bội trong lòng ngày càng khó kìm nén, muốn đập phá đồ đạc. Giang Diễm nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Hay là, đập thử xem sao ngay khi cậu ta cầm bình chữa cháy lên với vẻ mặt đầy phấn khích thì đột nhiên liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên bạch lịch nhắn tin cho cậu ta đừng chờ nữa lưu huỳnh chắc chắn không ở đây vừa rồi anh ta đã lấy trộm được thẻ phòng vạn năng bây giờ đương nhiên là nóng lòng muốn đuổi giang diễm đi để xem trong phòng này rốt cuộc có gì nếu lưu huỳnh thật sự ở bên trong thì ngoài anh ta và người nước ngoài kia ra sẽ không ai biết lưu huỳnh là của anh ta cũng chỉ có anh ta mới có thể giúp lưu huỳnh hồi sinh dù rơi vào tay người khác thì cũng chỉ là một xác chết. Bạch Lịch không ngờ rằng chính sự nóng vội của mình đã khiến Giang Diễm phát hiện ra sơ hở quá rõ ràng. Giang Diễm nhíu mày nghĩ, làm sao anh ta biết mình vẫn còn ở trước cửa phòng, trừ khi Bạch Lịch có thể nhìn thấy anh ta đang theo dõi mọi thứ ở đây trong phòng giám sát. Hơn nữa, lúc trước anh ta đã nói gì, nói người ở đây, bây giờ thấy mình đuổi người nước ngoài đi rồi, anh ta lại vội vàng đuổi mình đi, chẳng lẽ anh ta muốn đợi mình đi rồi quay lại đón chị gái? Nhưng quan hệ của họ không tốt sao, tại sao lại phải tách ra? Vậy có phải là nói bọn họ đã cãi nhau rồi không? Nếu không thì sao chị gái lại đi sống chung với một người nước ngoài? Vậy nên Bạch Lịch đang lợi dụng mình để bắt gian. Ặc. À, chị gái sẽ không ngoại tình, vốn dĩ là Bạch Lịch sai trước, chị gái tìm người tốt hơn thì có gì sai? Hơn nữa họ còn chưa kết hôn mà. Hơn nữa, người nước ngoài đó còn giúp chị ấy báo thù. Nghĩ đến đây, Giang Diễm cảm thấy hối hận, biết vậy thì mình nên đi bắt mấy tên xấu xa đó trước cơ hội tốt như vậy lại bị người khác cướp mất giang diễm tức giận tự đập vào đầu mình một cái á à, á à, đau 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 lúc này vẻ mặt của bạch lịch khi nhìn camera giám sát giống như người già nhìn điện thoại nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa lưu huỳnh chắc chắn đã bị người nước ngoài đó giấu ở nơi khác rồi nếu không thì bên trong sao lại không có tiếng động gì cậu đến đồn cảnh sát là có thể biết cô ấy ở đâu rồi giang diễm lập tức trả lời ông nội của mày sao không đi nhưng càng thấy anh ta sốt ruột giang diễm càng cảm thấy lưu huỳnh ở trong căn phòng này biết đâu chị lưu huỳnh không muốn gặp không phải là cậu ta mà là bạch lịch vì vậy mới giả vờ như không có ai ở bên trong cứ im lặng được lắm tất cả bọn họ đều bị bạch lịch tên người sói giả tạo này lừa hết rồi tên khốn nạn giang diễm siết chặt tay đặt bình chữa cháy định dùng để đập cửa xuống trong lòng càng thêm căm ghét bạch lịch không nhịn được bắt đầu soạn tin nhắn mắng anh ta tên ngốc này lại đang làm cái gì vậy bạch lịch trong phòng giám sát lại thấy khó hiểu nhưng vì Giang Diễm đang chắn trước cửa phòng, anh ta cũng không thể đi qua, đành phải lặng lẽ chờ đợi, xem đối phương rốt cuộc có thể gửi tin nhắn gì. 5 phút sau, đối phương cuối cùng cũng gửi tin nhắn, Bạch Lịch vốn tưởng sẽ là một bài văn dài, kết quả là ngớ người. Trong khung chat chỉ có một chữ được, mà anh ta đã gõ suốt 5 phút. Bị bệnh à? Vậy thì mời cậu, nhanh chóng, đi đi. Bạch Lịch dùng hết sức lực để gõ những chữ này, làn da trắng nõn lúc này đỏ bừng vì tức giận. Giang Diễm cũng giả vờ thất vọng bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng 1, thực ra đã gọi người đến giúp trên điện thoại rồi. Giang Tư Niên, cứu mạng, Bạch Lịch muốn bắt cóc chị Lưu Huỳnh. Mặc dù cậu ta rất ghét Giang Tư Niên, nhưng lúc này người cậu ta có thể dựa vào cũng chỉ có anh ta thôi. Nếu không thì một học sinh cấp 3 18 tuổi như cậu ta làm sao có thể cướp người từ tay Bạch Lịch được. Thực ra còn có một lý do nữa là, trong lòng cậu ta không chắc chắn chị Lưu Huỳnh có muốn đi theo mình hay không, nếu có Giang Tư Niên đi cùng cầu xin chị ấy thì càng tốt. Nếu chị gái vẫn không muốn về nhà với họ, vậy thì cậu ta sẽ hợp tác với Giang Tư Niên đánh Bạch Lịch một trận trước, sau đó cậu ta sẽ đánh Giang Tư Niên một trận, cuối cùng lại xin chị gái đánh mình một trận. Nhưng sức lực của chị Lưu Huỳnh nhỏ như vậy, hay là tự mình làm đi. Giang Tư Niên vừa lắp sim vào điện thoại cũ đã thấy tin nhắn này, gần như trả lời ngay lập tức. Ở đâu? Cậu nhìn thấy cô ấy rồi sao? Cô ấy vẫn còn sống đúng không? Ngay khi nhận được địa chỉ, anh ta bất chấp hình tượng, đầu tóc rối bù lao ra khỏi nhà. Các nằm mơ cũng không ngờ rằng sau khi anh ta rời đi sẽ có nhiều người để ý đến căn phòng của mình như vậy. Một nơi khác trên trái đất. Giang Thục nằm trên giường, xung quanh là đủ loại thiết bị y tế, trên tay còn đang truyền dịch, máy móc kết nối với ngực hiển thị các chỉ số rõ ràng thấp hơn mức bình thường. Giác hoảng sợ, túm lấy cổ áo bác sĩ, hét lớn. Không được, thuốc thông thường không có tác dụng với vợ tôi. Tôi ra lệnh cho các người, đổi thành K969 bác sĩ đã nghe nói về loại thuốc được giáo sư mới nghiên cứu được gọi là thuốc bất tử nhưng vẫn khó xử trả lời loại thuốc này vẫn chưa chính thức được tung ra thị trường số lượng bệnh viện chúng tôi mua được có hạn tôi đề nghị dừng lại không có thuốc phải không vậy tôi đi lấy cho các người là được chứ gì giác trực tiếp ngắt lời so với bệnh viện tập đoàn giáo sư mới là người nghiên cứu và cung cấp thực sự nếu bệnh viện không có hàng vậy thì anh ta đích thân đến gặp lãnh đạo tập đoàn để mua chắc chắn là được rồi đều là làm ăn không đến mức không nể mặt nhau chút nào nói đến đây anh ta còn có một việc cần nhờ đến người của họ nửa tiếng sau căn cứ thần ảnh tất cả các nhân vật chủ chốt đều tập trung quanh một chiếc bàn tròn dường như đang cãi nhau kịch liệt về điều gì đó cho đến khi một tiếng chuông vang lên ở nơi này người có thể để chuông điện thoại gieo bình thường cũng chỉ có giáo chủ jameson người đứng đầu căn cứ jameson chỉ đơn giản giơ tay lên cả hội trường lập tức im lặng người đàn ông đang ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng ở đầu dây bên kia cung kính nói giáo chủ giác của giang thị đã đặt hai đơn hàng với chúng ta một trong số đó có liên quan đến ava của tổ chức nói đến đây anh ta dừng lại dường như đang do dự điều gì đó tiếp tục jameson nhíu mày nói ông ta không biết ava từ khi nào lại lén lút liên hệ với giang thị ngoại trừ trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh ông lão trung quốc vừa xuất hiện trong đoạn livestream có chút quen mắt Câu trả lời mà đầu dây bên kia đưa ra cũng trùng khớp. Anh ta nói Ava là người thừa kế của Giang Thị, bảo chúng ta tìm người đưa đến trang viên của họ. Khi nói những lời này, giọng điệu của người đàn ông có chút run rẩy. mặc dù anh ta chỉ là một con rối trong đế ảnh, nhưng anh ta đã nghe nói rất nhiều về Ava. Đó là vật thí nghiệm mà giáo chủ đã bỏ ra 5.000 đô la mua từ một phòng thí nghiệm ngầm ở Trung Quốc để nghiên cứu. Thông thường thì rất ít người biết về chuyện này. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ trong vòng một năm, Ava đã từ một vật thí nghiệm trở thành thành viên của tổ chức, liên tiếp nghiên cứu ra nhiều loại thuốc kỳ diệu. Ví dụ như kem dưỡng da, nước sinh mệnh, những sản phẩm bán chạy nhất của giáo sư hiện nay đều là những thứ tốt. Nhưng chỉ công hiến cho tổ chức thì sẽ không đến mức ai cũng biết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do một lần đào tẩu của cô ta khiến danh tiếng của cô ta vang xa trong thần ảnh. Cô ta không chỉ mang theo tất cả nghiên cứu của tổ chức bỏ trốn khỏi căn cứ, mà còn cho nổ bom trong căn cứ, nghe nói giáo chủ suýt chút nữa bị cô ta rớt chết. Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ gan dạ, không sợ chết như vậy lại là người thừa kế của Giang thị. Nhưng đối phương chỉ là một tập đoàn kinh doanh đồ cổ, tổ chức vẫn có thể đối phó được. Những người khác không biết cuộc gọi mà giáo chủ nhận được là về chuyện gì, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Tất cả mọi người đều ra hiệu cho Selena, bảo cô ta đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là lần này không biết tại sao cô ta lại cư xử rất kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, dường như đang chờ tin nhắn trả lời của ai đó vẫn là người bên cạnh vỗ vai cô ta, nhỏ giọng nói. Selina, cô sao vậy? Sao cả cô và? Chủ đều kỳ lạ thế. Hả? Sao vậy? Selina hoàn hồn, bất chấp quy định của tổ chức, đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Jameson, nói. Cha, tên vô dụng các đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt rồi, để con đi đi, chẳng phải chỉ là phá hủy một cái máy thôi sao? BETE không biết từ lúc nào đã lén lút quay lại, lập tức đứng ra mỉa mai. Ai bảo cô lại bày ra cái nhiệm vụ vớ vẩn gì mà báo thù cho Ava. Bây giờ các bị bắt, cô phải chịu một nửa trách nhiệm, cô không đi thì ai đi? Khi PETE -E nói đến nửa câu đầu, Selena thậm chí đã chuẩn bị phi tiêu rồi, nhưng nửa câu sau, cô ta nhanh chóng chỉnh đốn lại vẻ mặt, dùng giọng điệu khinh thường trả lời. "PETE, -E, anh đừng quên anh còn nợ Ava một mạng đấy, lúc trước không biết là ai, bị chúng đạn vào ngực, vừa khóc vừa cầu xin Ava cứu anh ta." Khuôn mặt của người đàn ông da trắng đầu chọc lập tức đỏ bừng, hình như còn muốn phản bác gì đó. Cuối cùng, Jameson không nhịn được nữa, bắn một phát xuống chân mỗi người. Đùng đàng hai tiếng, không khí lại trở nên yên tĩnh, Jameson mới chậm rãi lên tiếng. Mấy người thật nhàn rỗi, nhìn thời gian đi. 12 tiếng nữa, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ mặt của chúng ta qua ký ức của Ava, bao gồm cả mọi thứ trong căn cứ. Mà 24 tiếng sau, tất cả chúng ta sẽ nằm trong danh sách truy nã của Interpol mấy người còn muốn tiếp tục cãi nhau như vậy sao nghe vậy mọi người đồng loạt cúi đầu trên mặt đều là vẻ lo lắng chỉ có một người khóe miệng nhếch lên đó chính là pete -E. nhưng mới được vài giây đã bị lời nói tiếp theo của jameson dập tắt pete selina hai người cùng đến trung quốc phá hủy máy móc còn nữa mang xác của ava về bạch ly không thể đợi thêm được nữa thấy giang diễm rời khỏi khách sạn anh ta lập tức chạy đến trước cửa phòng nhất định phải anh ta cầu nguyện run rẩy lấy thẻ phòng quẹt vào ổ khóa thông minh phía trên tay nắm cửa. Tít tít tít, điều khiến Bạch Ly không ngờ tới là cửa không hề mở ra. Chuyện gì vậy? Đây không phải là thẻ vạn năng sao? Sao lại không mở được? Bạch Ly không tin, liên tục quẹt thẻ, nhưng mỗi lần đều chỉ thấy ổ khóa phát ra ánh sáng đỏ, cùng với tiếng tít tít chói tai. Dù sao đây cũng là phòng VVVIP của khách sạn năm sao, thẻ phòng đương nhiên khác với các phòng bình thường, cũng không thể dùng chung. Khi Bạch Ly nhận ra điều này thì Giang Tư Niên và Giang Thành Vũ đã đi tới. Giang Diễm, đây là vụ bắt cóc mà cậu nói sao? Anh ta thậm chí còn không mở được cửa. Giang Tư Niên hỏi với vẻ mặt tối sầm. Anh ta cứ tưởng sẽ có một trận đại chiến, còn tiện tay cầm theo cây chổi ven đường. Kết quả vừa vào đã bị Giang Diễm bịt miệng, kéo vào hành lang. Chuyện này cũng coi như xong. Vấn đề là, Lưu Huỳnh đâu? Dưới sự chất vấn liên tục của Giang Tư Niên, Giang Diễm ấp úng không nói nên lời cậu ta làm sao biết được bạch ly lại vội vàng đuổi mình đi như vậy mà lại không mở được cửa giang tư niên không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa anh ta đẩy giang diễm ra định tiến lên chất vấn bạch ly ai ngờ vừa bước ra khỏi hành lang đã thấy bạch ly bước vào thang máy cứ thế rời đi giang diễm thấy vậy muốn đuổi theo lập tức chạy tới ôm lấy chân anh ta hét lên anh bình tĩnh lại anh anh còn tiền không nếu không thì chúng ta tìm người mở khóa mở cửa này ra hoặc là anh đập cửa đi biết đâu chị lưu huỳnh đang ở bên trong vì quá nóng ruột cậu ta thậm chí còn quên mất giang tư niên không còn là anh trai của mình nữa nhưng giang tư niên chỉ nghe thấy biết đâu tức là cậu căn bản không biết lưu huỳnh có ở bên trong hay không cậu thậm chí còn chưa điều tra rõ ràng đã gọi tôi đến đây vừa nói giang tư niên vừa chĩa đầu nhọn của cây trổi về phía tên lừa đảo trước mặt giang diễm lập tức hoảng sợ cậu ta vừa mới còn nghĩ đến việc đánh giang tư niên một trận trước mặt chị lưu huỳnh bây giờ xem ra anh 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 bình tĩnh lại là bạch ly nói anh ta nói với em là chị gái ở đây nếu không thì chúng ta đợi thêm một chút nữa biết đâu lát nữa anh ta sẽ quay lại ngay khi giang tư niên sắp ra tay cửa phòng mở ra cả hai đồng loạt quay đầu lại khi nhìn thấy người đó vẻ mặt của họ lập tức cứng đờ sau đó là ánh mắt chán ghét ngạc nhiên anh anh cả diễm giang vãn vãn càng thêm dựng tóc gáy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ cô ta căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết sau khi người nước ngoài kia nghe điện thoại xong liền ấn đầu cô ta vào tường đập mạnh sau cơn đau dữ dội cô ta ngất đi rồi sau đó bị đau tỉnh lại gần như đã tê liệt vì đau đớn tay chân không thể cử động nhìn nơi tối tăm cô ta chỉ có thể cố gắng dùng đầu đập vào tường đập rất lâu mới rơi ra khỏi tủ quần áo nhưng khi ra ngoài cô ta lại phát hiện tay chân mình không phải là không có sức mà là bị bắn trúng lúc này vẫn đang chảy máu không ngừng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ Giang vãn vãn suýt chút nữa lại ngất đi, may mà cô ta đã phát hiện ra một điều bất ngờ trên giường. Một người chớt, Giang Lưu Huỳnh. Chỉ là không biết tại sao chớt nhiều ngày như vậy mà vẫn không có mùi hôi, thậm chí còn có mùi thơm thoang thoảng. Và vẫn giữ được khuôn mặt xinh đẹp. Thật đáng ghen tị. Nhưng máu thịt của cô ta đều là thứ tốt. Giang vãn vãn ban đầu định cắn một miếng thịt trên người cô ta. Nhưng có lẽ vì chút lương tâm cuối cùng, hoặc là vì cô ta ghét bỏ đối phương là một xác chớt cuối cùng cũng chỉ cắn một vết thương nhỏ trên cổ tay cô ta. Điều bất ngờ là trong cơ thể đối phương vẫn còn máu, điều càng bất ngờ hơn là hiệu quả lại tốt hơn trước. Chỉ trong vài phút, vết thương của cô ta đã lành lại. Quả nhiên là một con quái vật. Tiếc là đã chết rồi. Phản ứng đầu tiên của Giang Tư Niên lại là quay đầu nói với Giang Diễm, "Hừ, xem ra Bạch Ly không lừa cậu, người chị tốt của cậu quả nhiên ở đây." Anh ta không chỉ dùng giọng điệu mỉa mai, mà còn nhấn mạnh chữ chị gái, khiến sắc mặt Giang Diễm lập tức tối sầm lại cậu ta lập tức mắng lại, cô ấy là em gái tốt của anh đấy, nếu không thì sao lại gọi anh là anh cả chứ? Giang Tư Niên lúc này mới nhận ra cách xưng hô vừa rồi của Giang Vãn Vãn, lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô ta. hay là để em trước? Giang Vãn Vãn vừa mới mở miệng đã bị hai người đồng thanh ngắt lời. cô im miệng cho tôi, cũng không cần phải như vậy. Giang Vãn Vãn thầm oán trách trong lòng, nhìn hai người đối diện như thể coi mình là củ khoai lang nóng bỏng tay, liên tục ném qua ném lại cho nhau trong lòng càng thêm uất ức. Nhớ lại trước đây, khi nào họ lại dùng ánh mắt, giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình. Đều tại Giang Lưu Huỳnh, chất rồi cũng không yên phận. Nhưng, tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện ra Giang Lưu Huỳnh ở bên trong, nếu không thì dù cô ta có 300 cái miệng cũng không giải thích được. Giang vãn vãn lặng lẽ đưa tay về phía cửa, nghĩ thầm chỉ cần mình âm thầm đóng cửa lại là có thể tránh được hậu họa. Nhưng ngay khi cô ta sắp thành công, cạch, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Âm thanh này như tiếng sấm nổ vang trong lòng ba người. Đặc biệt là Giang Vãn Vãn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ta là con quái vật Giang Lưu Huỳnh đã sống lại. Vì vậy, theo bản năng, cô ta muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Ai ngờ Giang Diễm nhanh hơn cô ta một bước, không chút do dự đẩy cô ta ngã xuống đất, trực tiếp xông vào phòng. Không, không kịp nữa rồi, cậu ta nhìn thấy rồi. Giang Vãn Vãn gào thét trong lòng, tiếp theo, dù phải đối mặt với Giang Lưu Huỳnh sống lại từ cõi chết, hay là Giang Diễm và Giang Tư Niên, cô ta cũng chỉ có con đường chết. Tại sao cô ta lại ở chung phòng với Giang Vãn Vãn, hơn nữa vừa rồi bên ngoài ồn ào như vậy, sao Lưu Huỳnh không tỉnh lại? Hay là Giang Vãn Vãn lại lừa cậu ta, đó căn bản không phải Lưu Huỳnh. Trong lòng Giang Tư Niên không hiểu sao lại có một dự cảm chẳng lành, bước chân càng lúc càng chậm lại. Vừa đi vừa nhíu mày hỏi Giang Diễm, "Giang Diễm, người nằm trên giường là Lưu Huỳnh?" Chữ cuối cùng còn chưa dứt lời, Giang Tư Niên đã nhìn rõ người nằm trên giường anh ta vui mừng khôn xiết, hét lớn. Lưu Huỳnh, không biết có phải vì quá kích động hay không, chỉ trong một phút, hốc mắt Giang Tư Niên đã đỏ hoe. Anh cuối cùng, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Liên tiếp ba chữ cuối cùng, nước mắt trong mắt Giang Tư Niên cũng cuối cùng rơi xuống. Khi nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, đầu óc anh ta lại tự động lọc bỏ vũng máu đen hòa vào thảm trên sàn nhà. Trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch của Lưu Huỳnh, tránh ra, cuối cùng, anh ta còn thấy Giang Diễm vướng víu, đẩy cậu ta ra. Nhưng chính vì cú đẩy này, anh ta lại nhìn thấy cổ tay cô gái đang chảy máu không ngừng. Vẻ mặt Giang Tư Niên lập tức từ vui mừng chuyển sang ngạc nhiên, giống như Giang Diễm, đứng im tại chỗ không nói nên lời. Mất ba giây anh ta mới hoàn hồn, bịch một tiếng, quỳ xuống đất. Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh, em sao vậy? Giọng anh ta mang theo sự kinh hãi, gần như sắp khóc. 120, xe cấp cứu, Giang Diễm, cậu, mau gọi 120 đi giang tư niên quay đầu lại hét vào mặt giang diễm rồi cố gắng tiến lại gần cô gái nhưng ngay khi anh ta nhấc đầu gối lên anh ta kinh ngạc phát hiện trên quần mình toàn là máu nhiều đến nỗi có thể kéo thành một sợi chỉ đỏ dài trên sàn nhà gần như bị dọa sợ giang tư niên vô thức ngã người ra sau ngồi bệt xuống đất chân tay người tất cả đều dính đầy máu giang vãn vãn cứ tưởng chỉ cần chạy ra đường lớn là sẽ an toàn ai ngờ vừa xuống dưới khách sạn đã bị trùm đầu nhét vào cốp xe rồi đưa đi vấn đề là lần này bọn bắt cóc không đánh ngớt cô ta cô ta chỉ có thể chịu đựng cơn đau trên mặt co rúm trong không gian chật hẹp kêu gào thả tôi ra cô ta điên cuồng đập vào nắp cốp xe hy vọng thu hút sự chú ý của người bên ngoài tiếc là đây là thủ đô phồn hoa dù là ban đêm cũng rất náo nhiệt căn bản không có ai nghe thấy điều duy nhất may mắn là giang vãn vãn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện từ phía trước xe với nguyên tắc chớt cũng phải chớt cho rõ ràng cô ta vểnh tay lên nghe ai ngờ nghe xong lại càng tuyệt vọng hơn Chớt tiệt, bọn họ nói tiếng Nhật. Moshi moshi, tiểu thư, chúng tôi đã đưa Giang Vãn Vãn lên xe thành công. Còn về cô Giang, cô ấy đã bị những người đó đưa vào bệnh viện rồi, bây giờ chúng tôi. Bệnh viện, Sensei bị thương rồi. Im lặng như tờ, người thông minh đều biết lúc này không nên lên tiếng. Mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng nói kiêu ngạo. Không sao, Sensei của RI rất lợi hại, các người cứ âm thầm quan sát, đợi Sensei tỉnh lại rồi cướp người về, hiểu chưa? tên người nhật ngồi ở ghế sau nuốt nước bọt cô bạch điểu vẫn luôn làm khó bọn họ như vậy sau đó lại hỏi vậy còn giang vãn vãn thì sao cô ta hình như bị thương nặng lần này đầu dây bên kia không đợi lâu mà bật cười khúc khích đương nhiên là chữa khỏi cho cô ta rồi ừm sau đó thôi miên cô ta thành một con cún ngoan ngoãn tặng cho sensei làm thú cưng thì sao nhỉ sensei của ri vẫn quá lương thiện chuyện xấu chỉ có thể để ri làm thôi lần này đến lượt tên người nhật im lặng rõ ràng chuyện xấu đều là do anh ta làm mà. Lúc này, đất nước hoa anh đào đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong thành phố phồn hoa này, chỉ có tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng là đặc biệt u ám. Qua lớp kính trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một bóng người quyến rũ nằm trên chiếc ghế sofa sang trọng bên trong. Lại gần hơn một chút, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cô ta đỏ rực như hoa anh túc, mái tóc đen dài thẳng mượt xõa xuống đất, tóc mái che khuất cảm xúc trong đôi mắt. Cô ta chỉ thành kính hôn lên bức ảnh trên tay hết lần này đến lần khác. Lưu Huỳnh à, Ri nhớ cậu lắm, nhớ đến sắp chết rồi. Sao cậu lại lặng lẽ về nước như vậy chứ? Khi Bạch Ly dẫn theo Thợ mở khóa đến dưới khách sạn thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng xe cấp cứu rời đi. Không hiểu sao trong lòng anh ta lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, khi nhìn thấy căn phòng đã bị mở cửa và cảnh tượng hỗn độn bên trong, anh ta như phát điên. Anh ta chỉ rời đi một lúc thôi, chỉ một lúc thôi. Giang Diễm, cậu đúng là đáng chết. Bạch Ly mắng hai câu rồi bỏ mặc thợ mở khóa, tự mình chạy xuống lầu, đuổi theo hướng xe cấp cứu rời đi. Trong bệnh viện, các bác sĩ đều lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Rõ ràng vết thương trên cổ tay không đủ để gây tử vong, trên người cũng không có vết thương nào khác. Nhưng hơi thở của bệnh nhân lại ngừng lại. Các thiết bị kết nối hiển thị hiện tượng như thế. Cô ấy đã mất hết các dấu hiệu sinh tồn, nhưng sao máu vẫn chảy không ngừng. Không, phải nói là làm sao trong cơ thể cô ấy vẫn còn máu lưu thông. Và không thể cầm máu được bác sĩ không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này đây là lần đầu tiên ông tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt như vậy chẳng lẽ phải mổ ngực để xem sao không được rồi tình huống này phải truyền máu tiểu hoa sao vẫn chưa quay lại hỏi nhóm máu và dị ứng với thuốc gì mà lâu như vậy tiểu hoa bị bác sĩ mắng té tát bên ngoài phòng phẫu thuật giang tư niên và những người khác bị tiểu hoa mắng té tát các người có phải là người nhà của bệnh nhân hay không nhóm máu của cô ấy mà không ai biết sao sao cô ấy lại có người thân như các người chứ Giang Diễm cúi gằm mặt xuống, gần như sắp chui xuống đất. Giang Tư Niên vẫn đang bực bội gãi đầu, lẩm bẩm: "Tôi, tôi đi hỏi Giang Trấn Thiên, ông ta nhất định không, ông ta chắc chắn cũng không biết." Giấy khai sinh, đúng rồi, không đúng, Lưu Huỳnh có thể cũng giống như chúng ta, được tạo ra từ thí nghiệm, vậy nhóm máu có phải cũng giống như chúng ta không? Cuối cùng, anh ta kết luận, hét lớn với bác sĩ: "Tôi nhóm máu A, bác sĩ, tôi nhóm máu A." Tiểu Hoa tức điên người. Anh 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 nhóm máu A thì có ích gì? Anh có biết trong một gia đình có thể có mấy nhóm máu không? Tối đa là bốn nhóm. Thôi được rồi, kết quả xét nghiệm máu chắc đã có rồi, xin mời người nhà cho biết bệnh nhân có dị ứng với loại thuốc nào không? Lại là sự im lặng. Giang Diễm đã cúi gằm mặt xuống, không nhìn thấy mặt mũi đâu nữa, còn Giang Tư niên thì chậm rãi lên tiếng, "Thịt bò." Tiểu Hoa cô nén cơn giận, thầm niệm 300 lần quy tắc nghề nghiệp, không được đánh mắng người nhà bệnh nhân. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin mặc dù chẳng có ích gì. Nói xong, cô ta quay người đi lấy kết quả xét nghiệm máu. Giang Tư Niên như một con chó ướt sũng, ngồi bệt xuống đất, vừa tát vào mặt mình. Sao tôi lại không biết nhóm máu của Lưu Huỳnh? Sao tôi lại không biết nhóm máu của Lưu Huỳnh? Hu 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 sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ? Lặp đi lặp lại như chỉ biết nói hai câu đó, tiếc là chưa nói hết câu thứ hai đã khóc òa lên. Chết rồi, chết rồi, ngày mai không có livestream xem nữa, tôi còn muốn biết Giang Lưu Huỳnh tiếp theo sẽ làm gì nữa. Này, cậu có bị bệnh không? Người ta đang thập tử nhất sinh mà cậu chỉ lo nghĩ đến ký ức của người ta. Ai nói thập tử nhất sinh? Với thể chất bất tử của Giang Lưu Huỳnh thì sao có thể chết được chứ? Đúng vậy, có khi nào là chiêu trò không? Để sự việc này hot hơn, sau này nếu Giang Lưu Huỳnh muốn vào showbiz thì chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Không phải tôi nói chứ, mấy thuyết âm mưu của các người thật kinh tởm, phía bà ngoại của Giang Lưu Huỳnh đã công bố rồi, sau này cô ấy sẽ là người thừa kế của Giang thị trong và ngoài nước người ta có tài sản hàng nghìn tỷ sẽ quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ của các người sao bên ngoài phòng phẫu thuật giang tư niên phải rất vất vả mới trốn được nhưng lại không cam tâm muốn quay lại muốn sau khi ca phẫu thuật của lưu huỳnh kết thúc người đầu tiên cô ấy nhìn thấy khi mở mắt ra là mình nếu có thể nghe cô ấy gọi một tiếng anh trai thì tốt biết mấy giang tư niên trốn trong hành lang chưa được bao lâu đầu óc đột nhiên choáng váng lại ngủ thiếp đi bên kia giang trấn thiên sau khi nghe tin liền lập tức chạy đến bên ngoài phòng phẫu thuật Lúc này, nơi đây đã vắng tanh, những phóng viên gây rối đều đã bị cảnh sát mời đến của bệnh viện đuổi đi. Giang Trấn Thiên không biết những điều này, chỉ biết con gái mình đang phẫu thuật bên trong, mà những người cô ấy đã cứu lại không thấy bóng dáng đâu. Ông ta lập tức tức giận, mắng lớn, lũ con bất hiếu, chắc chắn là sau khi biết Lưu Huỳnh không có quan hệ huyết thống với chúng nó thì không quan tâm đến con bé nữa. Con gái của ta ơi, con xem con đã cứu những loại người gì, bây giờ lại không hiểu sao lại bị chúng nó đưa vào bệnh viện giang trấn thiên vừa nói vừa rơi nước mắt nằm bệt xuống đất đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp đến mức không nhìn thấy trong mắt nước mắt ông ta rơi không biết là vì đau lòng cho con gái hay là vì chính mình nhìn lại quá khứ trong đầu ông ta cuối cùng cũng chỉ còn lại hai câu giá như ngày xưa biết trước hôm nay ông ta từng tự tin cho rằng mình có hai đứa con trai thì dù lưu huỳnh có bị mất tích con bé cũng sẽ không quá cô đơn hơn nữa lưu huỳnh lại là con gái rất có thể giang thị cuối cùng sẽ rơi vào tay con bé thật lòng mà nói ông ta không muốn, dù sao ông ta cũng là một người đàn ông, gả vào nhà họ Giang cũng coi như xong, còn bị mẹ vợ yêu cầu đổi họ, vợ mình cũng. Khóe miệng Giang Trấn Thiên đột nhiên nở một nụ cười chua chát. Lừa người khác nhiều năm như vậy, cuối cùng lại tự lừa dối chính mình, nào là yêu ông ta, nào là vì ông ta mà từ bỏ học vị tiến sĩ. Giang Trấn Thiên tức giận lật người, hét lớn. Là, tất cả đều là giả. Giang Nhược là vợ ông ta, nhưng ngay cả nghĩa vụ của mình cũng không muốn thực hiện, lần duy nhất cũng là khi ông ta say rượu mới có lưu huỳnh hai lần trước ông ta chỉ biết là thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không ngờ lại là phôi nhân tạo ông ta đã nói mà tôi đã nói mà ha 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 sao bụng răng nhược lại không hề to lên mà đã sinh con rồi lừa tôi hai lần hai lần may mà còn có lưu huỳnh ở bên tôi tôi còn có lưu huỳnh tôi là bố của con bé con bé chỉ còn lại mình tôi là người thân giang trấn thiên vừa cười vừa khóc khóc đến nỗi ngũ qua nhăn nhó lại với nhau Cô y tá do dự hồi lâu cũng không dám lại gần, đã từng thấy người nhà bệnh nhân phát điên, nhưng chưa từng thấy ai điên đến mức này. "Bố, sao bố lại nằm ở đây?" "Lưu Huỳnh đâu, không phải nói con bé ở đây sao? Sao chỉ có mình bố, còn có?" "Phòng phẫu thuật." Một giọng nam vang lên, là Giang Thành Vũ vừa mới tỉnh lại sau khi gây mê. Anh ta tình cờ nghe thấy y tá bên ngoài phòng bệnh đang nói chuyện về Giang Lưu Huỳnh, nói cô ấy đang ở tầng 1, nên anh ta lập tức xuống đây điều kỳ lạ là khi anh ta hỏi người khác thì không ai để ý đến anh ta nên anh ta chỉ có thể tự mình tìm kết quả là không tìm thấy em gái lại thấy một bóng dáng quen thuộc đến gần thì thấy đúng là bố mình giang trấn thiên cố gắng mở to mắt mới nhìn rõ người đến bố mày còn mặt mũi gọi tao là bố sao câu nói này đối với giang thành vũ người không biết chuyện gì là hoàn toàn khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị người đàn ông trung niên nắm lấy cổ tay kéo xuống đất nếu giang thành vũ không né tránh thì đúng là ngu ngốc nhưng giang trấn thiên lại vẫy tay với anh ta dùng giọng điệu chân thành nói lại đây bố nói cho con một chuyện một câu nói bình thường như vậy nhưng khi lọt vào tai giang thành vũ lại nghe ra vài phần rùng rợn nhưng người trước mặt dù sao cũng là bố ruột của anh ta chắc là không hại anh ta đâu cuối cùng giang thành vũ do dự bước về phía trước hai bước kết quả bị giang trấn thiên ấn đầu xuống ghé sát vào tai giang thành vũ nói nhỏ kết luận mà ông ta đã suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ mẹ mày là lét giang thành vũ lập tức ngây người ngơ ngác nhìn bố mình hai tay đột nhiên vỗ vào mặt ông ta chát chát hai tiếng lần này đến lượt giang trấn thiên ngây người ngơ ngác nhìn con trai mình bố bố bị khùng à mẹ anh mới là lét giang thành vũ hoàn toàn theo bản năng nói ra câu này nói xong mới nhớ ra giang trấn thiên làm gì có mẹ vì vậy để sửa chữa anh ta lại nói xin lỗi bố con quên mất bố không có mẹ lỗ mũi giang trấn thiên lập tức trợn tròn xoe chỉ thiếu chút nữa là bốc khói như trong phim hoạt hình mất một lúc lâu ông ta mới hoàn hồn mắng giang thành vũ mày mày mới là trẻ mồ côi tao không phải bố mày tao căn bản không có đứa con trai nào như mày ồ mày còn chưa biết đúng không mày và giang tư niên đều là phôi nhân tạo được giang nhược tạo ra bằng không biết vật liệu gì xét nghiệm adn cho thấy mày căn bản không phải con của tao dường như sợ anh ta không tin giang trấn thiên trực tiếp nói ra những gì ông ta đã thấy trong livestream hôm nay còn không quên mỉa mai một câu mày là sản phẩm thí nghiệm cũng coi như xong mày còn là sản phẩm thất bại hen gì đầu óc mày không bằng một nửa của anh mày ngu ngốc đến cùng cực chỉ trong vài phút bầu trời của giang thành vũ sụp đổ vừa mới phẫu thuật xong tinh thần giang thành vũ rõ ràng suy sụp chẳng mấy chốc anh ta đã không đứng vững nữa anh ta dựa vào tường ngồi bệt xuống đất khó khăn mở miệng bố rốt cuộc là chuyện gì vậy tại sao con lại không hiểu gì cả cái gì mà mẹ con là con lại là. Dù là chuyện gì, anh ta cũng không có dũng khí nói hết câu. Giang Trấn Thiên cười lạnh một tiếng, chút tình cha con còn sót lại trong hơn 20 năm qua cũng tan biến hết. Nếu mẹ mày không phải là lét, thì tại sao sau khi tao gả vào nhà họ Giang, bà ta lại không chịu đụng vào tao? Ngay cả con trai cũng là tạo ra trong phòng thí nghiệm để lừa tao. Về ngoại hình, Giang Trấn Thiên tự tin mình chưa bao giờ thua kém ai, về xuất thân, đúng là bố mẹ mất sớm, không bằng Giang Nhược nhưng ông ta đã bằng lòng từ bỏ tôn nghiêm để gả vào nhà họ Giang rồi. Bọn họ dù sao cũng là bạn học hơn 10 năm, sao bà ta lại nhẫn tâm lừa dối ông ta như vậy? Hai người phụ nữ duy nhất trong đời ông ta đều lừa dối ông ta triệt để, thật nực cười. Giang Trấn Thiên hận, nếu không phải còn có một đứa con gái ruột, người thân duy nhất của ông ta là Lưu Huỳnh. Ông ta thực sự muốn tự sát ngay bây giờ, khỏi phải sống trên đời này để gánh nợ, để bị người đời cười nhạo. Ông đang nói đùa gì vậy? Cái gì mà tạo ra trong phòng thí nghiệm để lừa ông? tôi là người sống sờ sờ tôi có máu có thịt hơn nữa tôi vừa mới phẫu thuật tim xong nếu không tin thì ông hỏi bác sĩ xem giang thành vũ tìm lại được giọng nói liền mắng lớn anh ta biết mình đã làm rất nhiều chuyện không phải con người đối với lưu huỳnh nhưng mắng anh ta cái gì cũng được sao lại có thể mắng anh ta không phải con người chứ anh ta và lưu huỳnh là anh em ruột nếu anh ta không phải con người chẳng phải là gián tiếp mắng lưu huỳnh sao giang trấn thiên không muốn giải thích nữa lấy điện thoại ra tìm kiếm đại một cái có video click vào, không nói hai lời, ném vào người anh ta. Giang Thành Vũ, mày xem cho kỹ đi, mày chính là sản phẩm thí nghiệm được Giang Nhược tạo ra trong phòng thí nghiệm, nếu mày vẫn không tin, xét nghiệm ADN ở trong phòng bệnh của tao, tự mình đi xem đi. Nói xong, ông ta rời mông đến cửa phòng phẫu thuật, rồi nhắm chặt đôi mắt sưng húp lại. Mọi thứ dường như đều dừng lại, chỉ có những giọt nước mắt vẫn lăn dài mới chứng minh cho sự tồn tại của thời gian. Giang Tư Niên lại một lần nữa bước vào giấc mơ. Hay nói đúng hơn là thế giới trọng sinh. Tên thần kinh đó, vậy mà dám nhảy lầu, nếu thực sự trở thành người thực vật thì thà để nó chớt quách đi cho rồi, tao, Giang Trấn Thiên, không thiếu đứa con trai này. Trấn Thiên, sao anh lại nói như vậy chứ, tư niên nó chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi, biết đâu sau lần nhảy lầu này nó sẽ trở lại bình thường thì sao. Với kinh nghiệm trọng sinh trước đó, lần này, Giang Tư Niên thậm chí còn chưa mở mắt ra đã có thể chắc chắn mình lại đến không gian song song, nhưng mà, anh ta không muốn quay lại đây em gái anh ta vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật chờ anh ta anh ta còn đang đợi người đầu tiên lưu huỳnh nhìn thấy khi mở mắt ra là mình sao lại quay lại đây rồi anh ta vừa gọi vừa đuổi theo bộ dạng thều thào khiến tất cả y tá và bệnh nhân đều chú ý cho đến khi rẽ vào một góc cua anh trai cô gái cuối cùng cũng dừng lại giang tư niên cuối cùng cũng có thể cúi người thở hồn hển tuy trông anh ta rất thảm hại nhưng khóe miệng lại không kìm được nhếch lên ngay khi anh ta ngẩng đầu lên định trả lời em gái mình thì kinh ngạc phát hiện cô ấy đang nép vào người một người đàn ông khác, còn tiếng anh trai đó. Không phải gọi anh ta. Anh trai, anh trai, người anh trai này kỳ lạ quá, cứ đuổi theo em mãi, rõ ràng người hại anh ta không phải là em mà. Giang Lưu Huỳnh 14 tuổi ôm chặt lấy cánh tay Bạch Ly, bộ dạng làm nũng khiến Giang Tư Niên đau nhói. Điều khiến anh ta càng đau lòng hơn chính là câu nói tiếp theo của Bạch Ly. Anh trai có phải đã nói với A Huỳnh là chỉ được gọi một mình anh trai là anh trai không? Giang Tư Niên lập tức nổi đoá, với hơi thở vẫn chưa đều anh ta mắng bạch ly anh còn mặt mũi nào không giang lưu huỳnh là em gái tôi nghe thấy vậy giang lưu huỳnh lại rụt người về phía sau bạch ly chỉ lộ ra đôi mắt đen láy như quả nho nhìn chằm chằm giang tư niên bạch ly chỉ cười quay người cúi xuống hỏi giang lưu huỳnh bạch lưu huỳnh nói cho tên thần kinh này biết ai mới là anh trai của em bạch bạch lưu huỳnh giang tư niên không thể tin được lắc đầu lại vỗ vỗ vào tai mình chắc chắn mình không nghe nhầm em chỉ có một người anh trai tên là bạch ly xin lỗi anh trai em sai rồi vừa rồi em không nên gọi người đàn ông này là anh trai cô gái nói xong liền ôm chặt eo bạch ly bộ dạng hoàn toàn tin tưởng lại một lần nữa đâm vào mắt giang tư niên lưu huỳnh chưa bao giờ ôm anh ta không không bạch ly có phải anh lại phát minh ra cái máy móc vớ vẩn nào đó tẩy não em ấy rồi đúng không nếu không thì lưu huỳnh không thể đối xử với anh như vậy được bạch ly đầu tiên là nghiêng đầu khó hiểu sau đó lại liếc anh ta một cái rồi lại nói với cô gái trong lòng a à, huỳnh nói cho anh ta biết bạch lưu huỳnh ngoan ngoãn gật đầu quay đầu lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn giang tư niên bạch ly là anh trai ruột của em ngoài bố mẹ ra anh ấy là người yêu em nhất trên đời anh ấy sẽ không tẩy não em còn nữa anh có thể đừng gọi tên em như vậy được không chỉ có người nhà của em mới được gọi em như vậy người ngoài gọi như vậy em thấy hơi buồn nôn giang tư niên nín thở anh ta trở thành người ngoài rồi. Sao anh ta lại có thể là người ngoài chứ? Tôi không phải, Lưu Huỳnh, tôi không phải người ngoài, tôi là người thân của em, tôi là anh trai của em. Lúc em còn nhỏ, tôi còn bế em, kể chuyện cho em nghe, còn đút em ăn cơm, em còn nhớ không? Bạch Lưu Huỳnh không để ý đến anh ta, tự mình nhìn những con bướm bay lượn ngoài cửa sổ. Rõ ràng, rõ ràng anh cũng đã làm tổn thương cô ấy, tại sao cô ấy lại tha thứ cho anh mà không tha thứ cho tôi? Không biết có phải di chứng của việc nhảy lầu hay không, đầu anh ta đau như búa bổ, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt đi. Bạch Ly vẫn còn nể mặt chút ít, "Mời anh đừng nói bệnh, tôi và em gái tôi vừa mới về nước, hơn nữa, là chúng tôi đưa anh đến bệnh viện, không thể chỉ vì người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi hôn mê là em gái tôi mà coi cô ấy là em gái của anh được." Giang Tư Niên điên cuồng lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi Giang Lưu Huỳnh. Tiếc là đối phương vẫn không thèm nhìn anh ta lấy một cái tha ngẩn người ra cũng không thèm liếc nhìn anh ta tại sao lại như vậy giang tư niên không hiểu tại sao kiếp này lưu huỳnh lại trở thành em gái ruột của bạch ly chẳng lẽ câu nói người yêu nhau cuối cùng cũng thành anh em đã ứng nghiệm trong thế giới song song này sao là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật lẽ ra anh ta không nên tin vào những điều này nhưng lần này anh ta lại do dự vậy nếu kiếp này anh ta ở bên lưu huỳnh đợi anh ta quay về lưu huỳnh lại có thể là em gái ruột của anh ta dù sao anh ta cũng chỉ không có quan hệ huyết thống với Giang Trấn Thiên thôi, điều này không quan trọng, quan trọng là Lưu Huỳnh, anh ta chỉ cần cô ấy. Nghĩ đến đây, anh ta lao đến, nắm lấy cánh tay Bạch Lưu Huỳnh. Ở bên anh được không? Không làm anh trai, chúng ta kết hôn, anh có thể bảo vệ em cả đời, em muốn gì anh cũng cho em, kết hôn với anh, kiếp trước chúng ta làm anh em được không? Bạch Ly hoảng hốt, lập tức xông lên đẩy Giang Tư Niên ra, lực đẩy mạnh đến nỗi anh ta loạn choạng ngã xuống đất. Sau đó ôm chặt cô gái vào lòng, an ủi, "A à, Huỳnh ngoan, đừng nghe tên thần kinh này nói bậy, em còn nhỏ, cái gì cũng không biết." Ngược lại, Bạch Lưu Huỳnh không hề sợ hãi như Bạch Ly tưởng tượng, mà rất bình tĩnh nói, "Em biết." Bạch Ly nhướng mày, sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi, anh ta đã bảo vệ cô ấy kỹ như vậy rồi, rốt cuộc là chỗ nào làm chưa tốt mà để những thứ này lọt vào tai Lưu Huỳnh. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Bạch Lưu Huỳnh lại nằm ngoài dự đoán của cả hai vừa rồi bác sĩ không phải nói người đàn ông này bị thần kinh sao vì vậy anh ta mới thích nói nhảm anh yên tâm đi a huỳnh sẽ không để ý đến anh ta đâu a huỳnh mãi mãi chỉ có một người anh trai giang tư niên ngồi bệt dưới đất đột nhiên trợn tròn mắt bạch ly thì thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cô gái với vẻ mặt hài lòng chỉ là không biết từ khi nào sự dịu dàng chợt biến mất thay vào đó là giọng điệu nghiêm khắc vậy nên anh trai đã nói với em là không được đến gần anh ta rồi mà tại sao em không nghe lời Vừa dứt lời, nước mắt Bạch Lưu Huỳnh đã rơi xuống, là nước mắt trong suốt, cũng là lúc này Giang Tư Niên mới chú ý đến. Cùng là Giang Lưu Huỳnh 14 tuổi, như làn da, cách ăn mặc của cô ấy lúc này, còn có mái tóc xoăn bồng bềnh xinh đẹp như búp bê Barbie. Mọi thứ đều cho thấy cô ấy được lớn lên trong tình yêu thương, cũng là những thứ mà anh ta chưa từng thấy ở cô ấy. Anh trai đừng giận, A Huỳnh sai rồi mà. Giọng nói của cô gái vẫn chưa vỡ giọng, mang theo chút nũng nịu. Giang Tư Niên thầm nói trong lòng, đây cũng là bạch ly dường như rất thích thú với sự làm nũng của cô ấy anh ta mỉm cười véo má cô gái nếu a huỳnh còn chạy lung tung nữa anh trai sẽ trói chân em lại biết chưa vẻ mặt bạch lưu huỳnh từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc sau đó lại ủ rũ im lặng không nói gì dường như không đồng ý lưu giang bạch lưu huỳnh đi theo tôi tôi sẽ không hạn chế tự do của em em muốn đi đâu tôi cũng có thể đi cùng em không giống như người nào đó không thể phủ nhận giang tư niên đã bị cảnh tượng này làm cho sảng khoái anh ta đưa tay muốn nắm lấy cổ tay cô ấy. Cách gọi lắp bắp của anh ta phải mất vài lần mới nói được trọn vẹn. Anh ta cứ tưởng gọi đúng rồi sẽ không bị cô gái từ chối nữa, ai ngờ vẫn bị cô ấy né tránh như rắn rết, hơn nữa cô ấy còn nói thêm một câu. "Xin lỗi, anh vẫn khiến tôi thấy buồn nôn." Buồn nôn. Hai chữ này như những thanh kiếm sắc nhọn đâm vào tim Giang Tư Niên. Càng trướng mắt hơn là Bạch Ly lại ngang nhiên bế Bạch Lưu Huỳnh lên trước mặt anh ta. Mà Lưu Huỳnh không hề phản kháng. Tại sao? Chỉ vì anh ta là anh trai ruột của em. Giang Tư Niên nói với giọng khàn khàn, sự thất vọng và tổn thương trong mắt anh ta rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, dường như sắp khóc đến nơi. Nếu lúc này có cư dân mạng ở đây, chắc chắn sẽ mắng một câu giả tạo. Tiếc là Bạch Lưu Huỳnh không để ý đến anh ta, Bạch Ly càng không cần phải nói, quay người bỏ đi. Điều kỳ lạ là anh ta mới 16 tuổi, nhưng lại có thể bế cô gái nhỏ hơn mình 2 tuổi một cách vững vàng. Khi cúi đầu nhìn Bạch Lưu Huỳnh, ánh mắt anh ta giống như con rồng canh giữ kho báu trong chuyện cổ tích. Đương nhiên, ngoài sự chiếm hữu ra, cũng không thể có cảm xúc nào khác. Dù sao đây cũng là em gái cùng cha khác mẹ của anh ta. Giang Tư Niên nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, suy nghĩ trong lòng lại càng thêm kiên định. Lưu Huỳnh nghe lời tên biến thái chớt tiệt này như vậy chắc chắn là vì quan hệ huyết thống của họ. Nhưng nếu họ không có quan hệ huyết thống thì sao? Nếu Giang Lưu Huỳnh kiếp này là con gái của Bạch Hoài Sơn, thì tại sao cô ấy lại giống hệt kiếp trước? Vì vậy, chỉ có một đáp án. Hoặc là mẹ đã mang thai Lưu Huỳnh trước khi tái hôn với Bạch Hoài Sơn, hoặc là Lưu Huỳnh cũng giống như bọn họ, đều là vật thí nghiệm. Giang Tư Niên nghiêng về khả năng thứ hai hơn, nhưng dù là khả năng nào cũng có thể khẳng định sự thật là Lưu Huỳnh không có quan hệ huyết thống với Bạch Ly. Ha, Bạch Ly, xem anh còn đắc ý được bao lâu nữa. Giang Tư Niên nhìn chầm chầm vào hai người ở xa, Lưu Huỳnh cuối cùng cũng xuống khỏi người anh ta, chắc là cô ấy không thích, chỉ là vì thân phận anh trai của Bạch Ly anh ta biết cô ấy yêu gia đình mình như thế nào không biết từ khi nào trong lòng giang tư niên đã nảy sinh tâm ma lúc này đang thôi miên anh ta yên tâm đi giang lưu huỳnh mãi mãi là em gái của anh chỉ cần cô ấy biết cả hai đều là vật thí nghiệm cô ấy sẽ không chút do dự ở bên anh các người mới là cùng một loại người giang tư niên gật đầu trong mắt người ngoài anh ta như đang tự nói với mình đúng vậy chúng ta mới là người một nhà kiếp trước tôi nợ cô ấy không chỉ phải trả kiếp này tôi còn phải giúp cô ấy thoát khỏi sự khống chế của bạch ly tên khốn đó căn bản không xứng đáng được lưu huỳnh đối xử tốt như vậy ngay khi anh ta quyết tâm bắt tay vào điều tra thì phía sau lại vang lên tiếng mắng chửi của giang trấn thiên giang tư niên mày đứng lại đó cho tao lăn qua đây xin lỗi mẹ mày bà ấy tốt bụng ở lại chăm sóc mày ngày đêm mong ngóng mày tỉnh lại kết quả mày lại đối xử với mẹ mày như vậy sao nhìn mặt mẹ mày sưng vù lên kìa sao mày có thể ra tay được chứ không thể trách giang trấn thiên lải nhải mà là bước chân giang tư niên không những không dừng lại vì tiếng mắng của ông ta mà tần suất còn nhanh hơn thời gian trong giấc mơ trôi qua thời gian trong đời thực cũng trôi qua chỉ là nhanh hơn một chút đã đến đêm khuya giang thành vũ sau khi biết sự thật thì rất lâu vẫn chưa thể hồi phục vẫn ở bên ngoài phòng phẫu thuật cùng với giang trấn thiên cho đến khi bác sĩ bên trong đẩy cửa bước ra bác bác sĩ con gái tôi sao rồi cô ấy còn cần truyền máu nữa không lấy máu của tôi tôi là bố ruột của nó. Giang Trấn Thiên lao tới, Giang Thành Vũ bên cạnh đột ngột ngẩng đầu lên. Con gái, con gái nào, bố, Giang Trấn Thiên, từ khi nào mà ông lại lén lút sinh thêm một đứa con gái nữa? Có thể thấy anh ta hoàn toàn không coi người bên trong là Lưu Huỳnh. Ngược lại, Giang Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng, không định nói cho anh ta biết sự thật, tiếp tục hỏi bác sĩ. Có nên bảo an ninh đuổi người không liên quan ra khỏi bệnh viện không? Bác sĩ nghẹn lời, chưa từng thấy người đàn ông nào trở mặt nhanh như vậy. Giang tiên sinh, cơ thể của Giang tiểu thư có chút vấn đề, chúng tôi cần thêm thời gian, đừng vội. Nói xong, ông vội vàng xách một chiếc vali rời khỏi đây. Giang Trấn Thiên còn muốn hỏi rõ hơn, nhưng lại bị Giang Thành Vũ, người kéo chân sau, cản trở. Ông không được đi, ông phải nói rõ cho tôi biết con gái của ông từ đâu ra. Đồ thất bại đúng là đồ thất bại, đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, con gái tôi, ngoài Lưu Huỳnh ra còn có thể là ai chứ. Từ khi Giang Trấn Thiên biết được lai lịch của Giang Thành Vũ, dường như lần nào ông ta cũng phải nhắc đến việc anh ta là một sản phẩm thất bại lần nào cũng đâm vào tim anh ta nghe nhiều anh ta cũng dần dần chấp nhận ngoại trừ một điều không thể nào lưu huỳnh rõ ràng vẫn đang livestream ký ức của cô ấy sao lại đột nhiên vào bệnh viện được chắc chắn là ông người đàn ông thay lòng đổi dạ đã ngoại tình anh ta vẫn luôn tin rằng người nằm bên trong không thể là lưu huỳnh giống như lý do của những người khác cô ấy lợi hại như vậy khả năng tự chữa lành mạnh như vậy sao có thể vào phòng phẫu thuật được giang trấn thiên đã nói mỏi mồm rồi từ khi người này đến bên cạnh ông ta cứ liên tục hỏi đông hỏi tây vấn đề là mình đã nói thật với anh ta rồi mà anh ta lại không tin mẹ kiếp mày muốn tin thì tin không tin thì cút đừng làm phiền tao ở đây chờ lưu huỳnh ông ta vừa nói vừa lặng lẽ mở hé cửa phòng phẫu thuật vì không nhìn thấy gì nên ông ta lại từ từ thò một chân nửa người cả người vào trong điều kỳ lạ là bên trong rừng như không có ai cử động bóng của bọn họ đều dừng lại ở một vị trí hơn nữa rất yên tĩnh cũng không có tiếng nói chuyện. Cuối cùng, ông ta đành phải vén tấm rèm phẫu thuật màu xanh lam lên. Vài người đang vây quanh giường phẫu thuật, bên cạnh còn có vài túi máu đang được truyền, đang truyền máu sao? Giang Trấn Thiên, ông muốn làm gì? Nhưng ông ta còn chưa kịp nhìn rõ thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng chất vấn, chính là từ Giang Thành Vũ, tên đồng đội heo này. Tiếp theo là cả hai cùng bị nhân viên y tế bên trong phát hiện rồi đuổi ra ngoài. Giang Thành Vũ, mày đúng là đồ ngu ngốc, chỉ giỏi làm hỏng việc ông ta nghiến răng nghiến lợi nói ngược lại giang thành vũ vẫn không phục phản bác chính vì có người nhà bệnh nhân không tuân thủ quy định như ông nên bác sĩ mới không thể cứu người tốt hơn lưu huỳnh chắc chắn không sao sao trước đây không thấy ông quan tâm cô ấy như vậy giang trấn thiên lại ngồi xuống đất nhắm mắt nghỉ ngơi rõ ràng là không muốn để ý đến anh ta nhưng hành động như vậy lại càng khiến anh ta được đả lấn tới tôi biết rồi người bên trong chắc chắn là con riêng của ông thấy chúng tôi không phải con ruột của ông nên bỏ rơi chúng tôi đúng không giang trấn thiên ông thật giả tạo đúng lúc này bác sĩ quay lại giang trấn thiên nghe thấy tiếng bước chân lập tức đẩy giang thành vũ ra chạy đến hỏi bác sĩ xin hỏi con gái tôi rốt cuộc sao rồi tại sao các người lại không làm gì cho con gái tôi tôi yêu cầu vào xem phẫu thuật không tôi yêu cầu chuyển viện bác sĩ đầu tiên là hơi nhíu mày ông không ngờ người đàn ông này lại dám xông vào phòng phẫu thuật người bên trong cũng không biết làm sao mà lại để ông ta vào như vậy nhưng ngay sau đó khi nghe thấy từ chuyển viện ông lập tức thay đổi thái độ, trở nên buồn bã và tiếc nuối. Rất xin lỗi Giang tiên sinh, Giang tiểu thư. Đúng lúc này, Giang Thành Vũ nhanh tay, đột nhiên xông lên, thậm chí còn quá đáng hơn Giang Trấn Thiên, túm lấy cổ áo bác sĩ, hét lớn. Người nằm bên trong tên gì? Bác sĩ bị túm lấy cổ áo, sắc mặt tái nhợt, cứ tưởng kế hoạch của mình bị phát hiện khi nghe thấy câu hỏi mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời. Giang Lưu Huỳnh tiểu thư hiện đang nguy kịch, không thích hợp chuyển viện, tôi vừa mới đi tìm viện trưởng để bàn bạc về các biện pháp tiếp theo, xin đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói một tràng dài như vậy, Giang Thành Vũ chỉ nghe thấy bốn chữ nguy kịch. Không, không phải con riêng của Giang Trấn Thiên. Anh ta không cam lòng, lại hỏi thêm một lần nữa, lần này nhận được ánh mắt khinh bỉ của cả hai, bác sĩ cuối cùng cũng quay trở lại phòng phẫu thuật, y tá bên trong lập tức tiến lên hỏi. Bác sĩ, làm như vậy có ổn không? Giang Tiểu Thư đã đủ đáng thương rồi, chúng ta còn lấy máu của cô ấy để nghiên cứu. Hơn nữa, dù là để nghiên cứu cũng không cần phải lấy nhiều như vậy chứ. Đúng vậy, một nửa số túi máu treo xung quanh đều là máu lấy từ cơ thể Lưu Huỳnh, chiếc vali mà ông vừa mang ra ngoài cũng đựng máu của cô ấy. Đừng nghĩ như vậy, nghiên cứu phải làm hàng nghìn hàng vạn lần, một chút thì sao đủ. Đây là công hiến cho đất nước, hơn nữa dù sao thì máu này cũng không cầm được, thay vì lãng phí thì chi bằng tận dụng triệt để. Bệnh viện chúng ta cũng không phải là không dùng máu khác để truyền cho cô ấy, đúng không? Tuy nhiên, vẫn có một y tá kiên quyết giữ vững nguyên tắc nhưng làm như vậy là trái với y đức trách nhiệm của chúng ta là cứu người truyền máu cho cô ấy là điều nên làm sao có thể lấy máu từ bệnh nhân hơn nữa lại chưa được sự đồng ý của người nhà bác sĩ nghiêm mặt nói cô nghĩ những người nhà ma cà rồng của cô ấy có thể đưa ra quyết định gì tốt cho cô ấy sao cô nghĩ xem sau này nếu chúng ta nghiên cứu ra được loại thuốc có tác dụng giống như máu của cô ấy thì có thể cứu được bao nhiêu người bao gồm cả các cô còn có gia đình của các cô nghe thật hay thật hấp dẫn tác dụng của loại máu này mọi người đều đã thấy rõ trong livestream thậm chí có người còn nóng lòng lén lút cúi xuống dùng tay cạo một ít máu của lưu huỳnh chảy ra khi được đưa vào bệnh viện rồi cho vào miệng cô trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng thở dài dường như có người đã phát hiện ra hành động của cô ta nhưng chỉ có vậy họ lại bắt đầu một vòng lấy máu mới còn có một người đang chờ đợi đó chính là bạch ly điều tra xem lưu huỳnh được đưa đến bệnh viện nào thì dễ nhưng làm thế nào để đưa cô ấy đi một cách quang minh chính đại thì khó dù sao anh ta và lưu huỳnh cũng chỉ là vợ chồng chưa cưới giang trấn thiên vẫn là bố của cô ấy về mặt pháp lý anh ta căn bản không có cách nào đưa cô ấy đi ngay khi anh ta đang đau đầu suy nghĩ thì một cuộc điện thoại gọi đến gia chủ kết quả so sánh adn đã có máu trên thảm không phải của phu nhân mà là của giang vãn vãn nghe thấy câu này bạch ly mới bình tĩnh lại được phần nào giống như suy đoán của anh ta khi nhìn thấy giang vãn vãn trong camera giám sát đồng thời cũng dâng lên sự ngạc nhiên người nước ngoài đó rốt cuộc đã làm gì mà khiến cô ta chảy nhiều máu như vậy nhưng lại có thể nhanh chóng hồi phục bình thường bình thường mở cửa rời khỏi khách sạn rồi lại biến mất không một dấu vết kết hợp với vết thương trên tay lưu huỳnh trong đầu bạch ly đột nhiên nảy ra một khả năng tồi tệ nhất giang vãn vãn chớt tiệt tốt nhất đừng để tôi tìm thấy cô nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chớt Nghe thấy tiếng gầm rú ở đầu dây bên kia, trợ lý Nhĩ, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Nhiệm vụ tiếp theo chẳng lẽ là bảo anh ta. Cậu nghe cho rõ đây, tất cả nhiệm vụ trong tay đều bỏ xuống hết, đi tìm Giang Vãn Vãn cho tôi. Quả nhiên là vậy. Một đêm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đối với những người có giấc ngủ, có thể nói là nhắm mắt mở mắt cái là qua rồi. Nhưng đối với nhà họ Giang, dù là Giang Tư Niên trọng sinh, hay Giang Trấn Thiên và Giang Thành Vũ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, hay Giang Diễm mất tích cả đêm, cho đến giang vãn vãn không biết đang ở xó xỉnh nào đều là một đêm dài đằng đẵng và đau khổ đặc biệt là giang vãn vãn người bị đưa đến một nhà kho hẻo lánh không phải là do người nhật trả thù cô ta mà là khi trời vừa hưởng sáng vết thương của cô ta bắt đầu âm ỉ đau không chỉ trên mặt mà đau nhất lại là cổ tay đã đau đến mức mất hết cảm giác tiếc là lúc này đầu cô ta bị trùm một chiếc mũ đen nếu cô ta có thể nhìn thấy thì sẽ biết cô ta không chỉ mất cảm giác mà toàn bộ cổ tay đã nứt toác Giữa bàn tay và cánh tay thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng bên dưới lớp thịt. Có ai không? Tôi sắp chết ở đây rồi. Tôi có tiền. Monkey. Tôi có rất nhiều monkey. Sắp đến giờ livestream. Các cuộc thảo luận trên mạng về livestream cũng theo đó mà tăng lên. Nói sao nhỉ? Chắc là không còn hy vọng nữa rồi. Bạn tôi làm việc ở bệnh viện nói rằng đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, vẫn đang cấp cứu. Trời ơi! Phải bị thương nặng đến mức nào mới như vậy? Không lẽ thực sự bị thương ở tim sao? thật sự đánh giá thấp bản chất con người rồi, cứ tưởng sau khi livestream kết thúc sẽ là sự ăn năn của Giang Tư Niên và những người khác đối với Lưu Huỳnh. Kết quả còn chưa kết thúc, đã nóng lòng muốn rớt người diệt khẩu rồi, điều này có phải nói lên rằng sắp tới sẽ có chuyện lớn hơn xảy ra. Bản chất con người vốn là thứ khó đoán nhất trên đời, luôn thay đổi, dù có hứa hẹn cả đời, ai dám đảm bảo sẽ mãi mãi không thay đổi. PETE, -E, anh nghĩ Ava thực sự sẽ phản bội chúng ta sao? Trên máy bay, Selina, người đang liên tục cập nhật livestream, đột nhiên quay sang hỏi anh ta một câu. BETE -e đột nhiên thấy căng thẳng, quay lại mới phát hiện ra người phụ nữ chớt tiệt này chỉ là đang nói nhảm, vì vậy anh ta trả lời một cách chua ngoa. Đương nhiên rồi, hơn nữa cô đừng quên cô ta đã từng trốn thoát một lần, nếu không phải các đi bắt cô ta về thì chúng ta đã bị bại lộ rồi. Tôi nói cho cô biết, tất cả đều là lỗi của các người, cô ta vốn dĩ chỉ là một vật thí nghiệm thấp hèn, căn bản không nên ở cùng vị trí với chúng ta. Selina sững người, Đột nhiên nhớ đến chiếc vòng cổ nặng nề trên cổ Ava khi cô ấy ở trong phòng thí nghiệm. Nói là cùng vị trí, nhưng sự thật là giáo chủ đã ép Ava gia nhập tổ chức, ngay cả tự do cơ bản nhất cũng không có. Hơn nữa, lần này cô ta rõ ràng đã trốn thoát thành công, nhưng lại không tiết lộ vị trí của chúng ta. Nhưng sự phản bác của Selena đối với PETE chỉ như gió thoảng bên tai, anh ta căn bản không quan tâm, thậm chí còn mong Ava báo cảnh sát. Hậu quả đương nhiên là cô ta phải gánh chịu anh ta cũng không cần phải lộ thân phận nằm vùng mà vẫn có thể hưởng lợi. Selena lại nghĩ, không chỉ lần này, lần trước bỏ trốn, cô ấy cũng không báo cảnh sát ngay lập tức mà lại trở thành ca sĩ, cho đến nay, trên bảng xếp hạng âm nhạc của bọn họ vẫn còn bài hát giúp cô ấy nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cô ta thực sự nghi ngờ rằng nếu họ không hạn chế tự do của Ava, thành tựu của cô ấy chắc chắn không chỉ là những viên thuốc đó. Thời gian đã đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào màn hình ngay cả những ông bà không có điện thoại thông minh cũng đúng giờ đến xem màn hình lớn ở trung tâm thương mại điều đáng ngạc nhiên là màn hình đã sáng lên nhưng người đầu tiên xuất hiện không phải là bạch ly mà vẫn là quả cầu màu xanh tự xưng là tinh tinh chào mừng mọi người đến với ngày cuối cùng của livestream ký ức chúc mọi người xem phim vui vẻ lời mở đầu ngắn gọn hơn mọi khi nhưng rõ ràng mọi người không tập trung vào điều này mà đều đang hỏi tại sao lại là ngày cuối cùng còn nữa năm năm đó chỉ phát sóng trong một ngày thì quá vội vàng rồi. A, à, chẳng lẽ Lưu Huỳnh đã khỏe nhanh như vậy sao? Hôm qua mới cấp cứu, hôm nay đã trích xuất ký ức, có phải quá gấp gáp không? Lưu Huỳnh còn chưa hồi phục hoàn toàn mà. Cậu vội cái gì? Giang Lưu Huỳnh là chiến đấu cơ mạnh nhất, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi đã nói là mấy phương tiện truyền thông thích làm quá lên rồi mà. Còn có những người nói là bạn làm việc ở bệnh viện, không có traffic cũng cố chen vào. Tinh Tinh không trả lời, trực tiếp phát video không ít người trêu chọc rằng họ vậy mà có thể cảm nhận được cảm xúc buồn bã và tức giận từ một người máy. Đùa à, máy móc sao có thể có cảm xúc chứ? Selena bao gồm cả các thành viên của thần ảnh đều nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ rằng người xuất hiện trước mặt khán giả tiếp theo sẽ là bọn họ. Chị Lăng, chị thực sự không tham gia kỳ thi cuối kỳ sao, bây giờ đi chuẩn bị vẫn còn kịp đó. May mà không phải. Người xuất hiện trên màn hình lớn lúc này chính là An Tiểu Đức mà mọi người đã từng gặp, bối cảnh cũng là ở ký túc xá. An Tiểu Đức cũng sau mấy ngày tiếp xúc mới biết Lưu Huỳnh đang học lớp 11, còn chưa học xong đã đi làm rồi. Anh ta càng nghĩ càng thấy mình không phải người, một mầm non nghệ thuật của đất nước, lại đến làm mấy thứ của bọn họ. Vì vậy, một ngày trước kỳ thi, anh ta lại đến khuyên nhủ, còn dẫn theo cả công ty đến khuyên. Người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của một tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh lúc này cũng rơi một giọt nước mắt. Người ta nói đàn ông rơi lệ không dễ dàng, nhưng đối với An Tiểu Đức thì nước mắt cứ rơi lã trã, rơi đến mức đuôi mắt nhăn nheo, tiếng khóc to đến nỗi cả tầng lầu đều nghe thấy trần vân thực sự không chịu nổi nữa chạy vào hét lên khóc 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 chỉ biết khóc phúc đức đều bị anh khóc hết rồi còn có nhiều kẻ ngu ngốc đang bôi nhọ em gái tôi anh còn không mau xử lý bọn họ đi tuy nói như vậy nhưng trong mắt trần vân cũng long lanh nước mắt nhưng anh ta vẫn thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của an tiểu đức anh ta ngửa mặt lên trời hét lớn anh nói đúng xông lên tôi muốn xem xem những kẻ nào dám bắt nạt chị lăng của tôi Tôi nhất định phải hủy diệt cả thiên đường của bọn họ. Không nói hai lời, anh ta quay lại chỗ ngồi, chỉ trong vài phút đã tìm ra được vài ID của anti-fan, sau đó gửi vào nhóm chat công ty, tiếp theo là thông tin cá nhân đằng sau ID được phơi bày ra hết. Cách xử lý giống hệt như với nhóm bắt nạt lúc trước, chỉ có thêm một điều là lịch sử duyệt web bị ẩn đều được gửi đến điện thoại của người thân và bạn bè của họ. Dù sao ai cũng biết lịch sử duyệt web là một quả bom hẹn giờ, đặc biệt là ở chế độ ẩn danh. Đoạn phim này qua đi, một tin đồn khác lại bắt đầu lung lay. Trên mạng xuất hiện nhiều lời nghi ngờ. Giang Lưu Huỳnh nghỉ học lâu như vậy sẽ bị đuổi học chứ, còn có thể tham gia kỳ thi đại học, thậm chí còn gian lận nữa. Trời ơi, mấy người tung tin đồn đừng quá đáng như vậy, người ta căn bản không tham gia kỳ thi đại học, lấy đâu ra cơ hội để gian lận. Về vấn đề này, lẽ ra giáo viên của trường Đế Trung là người có tiếng nói nhất, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy giáo viên nào lên tiếng, càng không cần nói đến việc chính thức bác bỏ tin đồn. Cũng chính lúc này Giang Trấn Thiên mới hoảng hốt phát hiện ra mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán về livestream. Có lẽ vì cả đêm không ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo, nhất thời quên mất mình có điện thoại, ông ta chống chân tê cứng, chặn một y tá lại, hỏi. Mọi người, vừa rồi mọi người đang nói về livestream ký ức sao? Cái gì mà gian lận, chắc không phải đâu, con gái tôi sẽ không. Câu sau là ông ta tự nói với mình. Y tá nhìn người đàn ông dâu ria sồm xoàm, mắt lồi ra, quần thâm mắt, mặt trắng bệch, môi thâm tím này thấy quen quen, Ngẩn người ra mất nửa phút mới nhớ ra. Ông còn biết con gái ông sẽ không gian lận sao? Vậy tại sao lúc đó khi con bé bị vu khống gian lận thi cử, ông lại không hề lên tiếng bênh vực con bé? Bây giờ thì hay rồi, để con bé mang tiếng xấu nhiều năm như vậy. Giang Trấn Thiên cúi gằm mặt xuống, từ sau buổi livestream, đây không phải là lần đầu tiên ông ta bị người khác mắng như vậy. Thấy y tá định bỏ đi, ông ta do so dự một lúc rồi đưa tay ra kéo cô ta lại, sau đó bịch một tiếng, quỳ xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin. Y tá y tá xin cô vào xem con gái tôi trong phòng phẫu thuật sao rồi được không bọn họ đều không để ý đến tôi 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 thực sự không còn cách nào khác chỉ cần cho tôi nhìn một cái thôi tôi sẽ không làm phiền các cô nữa y tá vô cùng kinh ngạc cô ta thấy đèn trên phòng phẫu thuật đã tắt livestream cũng đã bắt đầu cứ tưởng ca phẫu thuật đã kết thúc rồi không đúng không thể nào bên trong không thể có ai chắc chắn là ông ngủ gật giữa chừng người ta chuyển đi rồi mà ông cũng không biết giang trấn thiên lắc đầu nguầy nguậy cả đêm nay ông ta đều ép mình phải mở mắt ngay cả đi vệ sinh cũng không có thời gian chỉ sợ bỏ lỡ chỉ sợ lưu huỳnh tỉnh lại không muốn gặp ông ta y tá không biết làm thế nào đành phải dẫn ông ta đến máy tính để tra cứu phòng bệnh ai ngờ tra cứu lại không tìm thấy người này không lẽ vẫn còn trong phòng phẫu thuật sao vậy livestream là sao chẳng lẽ là quay trước y tá cô xem tôi nói đều là sự thật xin cô hãy thương xót tôi thương xót tôi người cha này tôi chỉ muốn nhìn con gái mình một cái thôi khi y tá phát hiện cửa phòng phẫu thuật bị khóa từ bên trong cô ta nhíu mày không chọn cách hết lên bảo người bên trong mở cửa mà im lặng quay người báo cáo với viện trưởng đang làm gì thế một ông lão tóc bạc phơ mặc áo blue trắng bước vào phía sau còn có vài cảnh sát và giang trấn thiên nổi bật các người đã làm gì con gái tôi ông ta đẩy mạnh mọi người ra tiến đến bên cạnh lưu huỳnh trong lòng nghĩ cuối cùng cuối cùng cũng gặp được rồi hu 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 bố nhớ con lắm lưu huỳnh Lưu Huỳnh mở mắt nhìn bố đi, bố chỉ còn mình con thôi. Một người đàn ông hơn 50 tuổi lúc này quỳ trên đất khóc như một đứa trẻ béo ú, cả khuôn mặt sưng vù lên như đầu heo. Tiếng khóc của ông ta vang vọng khắp phòng phẫu thuật. Cho đến khi tay ông ta chạm vào cánh tay của cô gái, khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng khí lạnh thấu xương lan ra khắp cơ thể ông ta. Ngay sau đó, cả hành lang đều nghe thấy tiếng hét của ông ta. A a a, lạnh, lạnh ngắt, cơ thể con gái tôi. Không, các người đã làm gì? các người đã làm gì con gái tôi giang trấn thiên hoảng hốt bò dậy lao về phía bác sĩ bóp chặt cổ ông ta tra hỏi chuyện này không ai ngờ tới lại còn xảy ra ngay trước mắt cảnh sát hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn người đánh người người cứu người còn viện trưởng thì dùng tốc độ nhanh nhất đời mình lao tới bắt mạch cho lưu huỳnh đang nằm trên giường phẫu thuật thôi rồi đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu viện trưởng sau đó cổ họng ông ta như bị thứ gì đó chặn lại khó khăn nói nhịp tim của đứa trẻ này nhịp tim đã ngừng Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy, cảnh tượng hỗn loạn bỗng trở nên im lặng lạ thường. Im lặng đến mức Giang Chấn Thiên lúc này dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức trong đầu ông ta chỉ còn lại mấy chữ mà viện trưởng vừa nói. Nhịp tim của con gái ông đã ngừng, Giang Chấn Thiên chậm rãi bò dậy khỏi người bác sĩ, loạn trọng hai bước rồi bịch một tiếng quỳ xuống bên cạnh giường phẫu thuật. Rõ ràng là chân ông ta đã không còn sức lực, không đủ để đứng dậy đi đến bên cạnh Lưu Huỳnh. Sao lại thế này? Không thể nào, con gái tôi sẽ không chết. Ông ta cứ như vậy vừa bò vừa quỳ đến bên giường, lẩm bẩm như một kẻ điên. Con gái hôm qua còn khỏe mạnh, còn có thể nói chuyện trong livestream, bây giờ lại không còn nhịp tim, nằm trên giường phẫu thuật lạnh ngắt như một xác chết. Không, không, nhất định có cách cứu con bé, nhất định có cách. Giang Trấn Thiên vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục lẩm bẩm. Ông ta vừa mới tìm lại Lưu Huỳnh Vừa mới biết được họ là người thân cuối cùng của nhau trên thế giới này, ông ta còn đang chờ đợi hai cha con có thể xóa bỏ hiềm khích, xây dựng lại tình thân, bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ. "Xin lỗi ông, cô ấy đã không còn nhịp tim nữa rồi." Lời nói đầy tiếc nuối của viện trưởng một lần nữa kéo ông ta ra khỏi ảo tưởng. Kèm theo đó là một cơn đau nhói, trước mắt tối sầm, Giang Trấn Thiên vốn đã thức trắng đêm, lúc này đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể chịu đựng nổi cú sốc này. Đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến, nhưng ông ta không cam tâm ngất xỉu như vậy, bám chặt vào thành giường bò dậy, bước chân loạn trọng nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, dùng hết sức lực lao về phía bác sĩ đang bị cảnh sát bắt giữ. "Trả con gái lại cho tôi." Thấy hiện trường sắp hỗn loạn trở lại, viện trưởng lập tức dùng điểm huyệt điểm vào vài huyệt đạo trên người ông lão. Cơ thể Giang Chấn Thiên lập tức cứng đờ, thân hình cao lớn ngã thẳng xuống đất.